Thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 2468 Sư huynh, hôm khác mình tới thôi. Ngô Bình cất đan dược đi rồi đi tới giá thứ ba. Ở đây có 5 viên yêu đan với các hình thù khác nhau, trong mỗi viên đều chứa một hoặc nhiều loại phép thần thông rất mạnh. Các viên yêu đan này đều là tinh túy sinh mệnh của các sinh linh mạnh mẽ vào thời hồng hoang. Có chúng rồi, tu sĩ sẽ có cơ hội cảm ngộ thần thông của chúng, thậm chí khai thác được ý nghĩa phía sau phép thần thông. Trong hòm bảo bối ở dưới đất có tiền báu, thần thạch, ấn chương. Trong đó có 3 hòm tiền báu, 1 hòm thần thạch và 1 hòm ấn chương khắc hoa văn. 3 hòm tiền báu này có khoảng 17.000, thần thạch thì có 150 khối, ấn chương thì có 20 cái. Ấn chương có thể khắc trực tiếp trên người hoặc vũ khí, từ đó khiến cơ thể và vũ khí được giúp sức. Các ấn chương này có khí tức rất ngang tàng, đến Ngô Bình cũng thấy ngạc nhiên, rõ ràng người tạo ra chúng phải ở cấp đại sư rồi. Còn thần thạch thì thật ra là đất thần hóa thạch, có thể dùng để trồng dược liệu, nói chung cũng là đồ hiếm. Anh đưa 5 ấn chương cho Lâm Thanh Giao rồi nói, Thanh Giao, cho cô đấy. Cô hãy in nó lên binh đao, hoặc khi gặp nguy hiểm thì in trực tiếp lên người, nó sẽ giúp cô tăng thực lực lên nhanh chóng. Lâm Thanh Giao mừng rỡ nói, sư huynh, thứ này quý quá, tôi không dám nhận đâu. Ngô Bình cười nói, cứ cầm đi, tôi cho mà. Lâm Thanh Giao không từ chối nữa mà nhận lấy luôn. Hai người rời khỏi đó, Lâm Thanh Giao nhìn về phía tấm biển có dòng chữ kho báu dành riêng cho tu sĩ cảnh giới nhân hoàng rồi nói, sư huynh, nhân hoàng này chính là cảnh giới nhân tiên mà anh nói à? Ngô Bình, ừ, cảnh giới nhân tiên còn có tên là hoàng đế hay nhân hoàng. Lâm Thanh Giao, chắc đồ bên trong phải quý lắm nhỉ? Ngô Bình, ờ, đến lúc đó chúng ta sẽ vào xem. Anh ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, lầu đa bảo có 27 động thiên, hôm nay tôi phải vào thử mới được. Lâm Thanh Giao cười nói, ông Chu trông coi nơi này rất thông thuộc về 27 động thiên, chúng ta đi thỉnh giáo ông ấy đi. Nói rồi, cả hai đến lầu đa bảo luôn thì thấy ông Chu đang cung kính đứng trước cửa rồi hành lễ với hai người thanh niên. Hai người này xem tuổi với Ngô Bình, nhưng trông rất kiêu căng, một mực đòi vào lầu đa bảo. Ông Chu lắc đầu với vẻ coi thường. Lâm Thanh Giao, chắc đó là đệ tử của Thục Sơn ở tiên giới. Ngô Bình, thế ư? Lâm Thanh Giao chán nản lắc đầu, sư huynh, hôm khác mình tới thôi. Ngô Bình nói, đã đến rồi thì sao phải chờ khi khác? Đi, chúng ta đến đó xem sao. Sau khi đến nơi, Ngô Bình lịch sự chào hỏi với ông Chu, ông Chu. Ông Chu nhìn thấy Ngô Bình thì tươi cười nói, cuối cùng thì thiếu trưởng môn cũng đến rồi. Lần trước, Ngô Bình đã lấy được 3 thần phù ở thần phù động thiên, điều này khiến ông Chu thấy rất chấn động. Ngô Bình, vâng, tôi muốn vào một động thiên xem sao. Ông Chu cười nói, cậu nên vào thử, chủ nhân của 27 động thiên này đều từng là các thiên tài xuất sắc. Đứng cùng hàng với các cao nhân thì mới có thể đứng cao và nhìn xa được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2469 anh là ai? Dứt hơi, ông Chu nhìn vào một cách cửa của lầu đa bảo rồi nói, thiếu trưởng môn, nếu cậu không có thời gian để tìm hiểu hết về các động thiên thì vào cái thứ ba và thứ tư trước đi. Hai động thiên này là của Chân Quân Đại Đế và Cửu Lê Đại Đế. Chân Quân Đại Đế là nhân vật số 1 về võ thuật vào thời ấy, còn Cửu Lê Đại Đế thì là người đứng đầu hiền linh. Ngô Bình biết ông Chu có ý tốt nên chắp tay nói cảm ơn. Chờ Ngô Bình vào trong rồi, Lâm Thanh Giao mới cười nói, ông Chu, đã có ai được động thiên của Chân Quân Đại Đế và Cửu Lê Đại Đế công nhận chưa? Ông Chu chưa, hai động thiên này khó hơn thần phù động thiên, xưa nay rất ít người vào, mà chưa từng có ai được công nhận. Lâm Thanh Giao, hy vọng sư huynh sẽ thành công. Ông Chu cười nói, cậu ấy là nhân vương rồi. Với tư chất như vậy thì đâu kém hai vị đại đế ấy nữa, chắc sẽ thành công thôi. Lâm Thanh Giao, ông Chu, hai người đến đây ban nãy muốn vào động thiên nào? Ông Chu, họ muốn vào đâu thì vào, tôi không cản. Lâm Thanh Giao biết ông Chu không thích hai người đó, vì thế không nhắc nhở gì hết. Còn Ngô Bình, ông ấy có ý tốt nhắc nhở anh trước về hai vị đại đế. Ngô Bình đi xuyên qua cánh cổng, đằng sau là ánh sáng màu tím. Đi xuyên qua màn sáng này sẽ thấy một hành lang dài, trần nhà có đèn lồng rọi xuống. Hai bên hành lang là các cánh cửa, trên cửa viết toàn chữ tiên. Lúc này,
hai người thanh niên kia cũng đang ở đây, xem ra họ vẫn chưa quyết định được sẽ đi vào động thiên nào. Thấy Ngô Bình bước vào, họ nhìn anh rồi cau mày lại. Một người có gương mặt gầy và đôi mắt một mí lạnh giọng nói, ai cho anh vào đây? Biến ra ngoài ngay. Ngô Bình nhíu mày, anh là đệ tử của trưởng môn Thục Sở tại tiên giới, hai người này không nên có thái độ coi thường như vậy, anh sầm mặt nói, anh đang nói chuyện với tôi đấy à? Người thanh niên đó thấy Ngô Bình tỏ thái độ lại thì hơi ngạc nhiên, hắn là đệ tử thiên tài mà Thục Sơn ở tiên giới cử đến. Vì là một nhân vật nổi trội trong môn phái nên đương nhiên hắn rất coi thường đệ tử ở hạ giới. Mà các đệ tử ở kiếm phái Thục Sơn lại luôn rất tôn trọng hắn như bậc cha chú. To gan phết nhỉ, người đó hừ lạnh một tiếng rồi búng tay, một đường kiếm bay về phía bả vai của Ngô Bình, hắn muốn dạy cho anh một bài học. Ngô Bình vung tay lên, đường kiếm kia lập tức biến mất, còn anh thì áp sát tên mắt một mí kia. Tên mắt một mí kinh ngạc rồi giơ tay đinh đánh Ngô Bình, nhưng đã bị anh tát cho một cái. Chát! Hắn lăn dưới đất vài vòng rồi ngồi im. Một luồng sức mạnh khủng khiếp tiến vào cơ thể hắn, khiến toàn thân hắn tê dại, không thể cử động. Tên còn lại hoảng hốt, sau đó đứng dựa sát vào tường rồi cảnh giác nhìn Ngô Bình, hỏi anh là ai? Thực lực mà Ngô Bình thể hiện ra quá mạnh, các thiên tài như họ chưa có cửa để so với anh, điều này khiến họ rất kinh ngạc. Tôi là ai thì anh không cần biết, giờ biến hết đi cho tôi. Chương 2470 động thiên đến tiên giới luôn. Thấy họ hối lỗi và thay đổi thái độ, Ngô Bình cũng bất giận rồi một tiếng, nói tin tức sư phụ nhận tôi làm đệ tử đã truyền tới Thục Sơn rồi à. Người ngồi dưới đất cũng phản ứng lại ngay, sau đó quỳ xuống nói, sư huynh, những đệ tử có địa vị một chút thì đều biết chuyện rồi. Các huynh đệ nghe nói trưởng môn nhận một đệ tử ở hạ giới thì ngạc nhiên lắm, nhưng khi mọi người biết sư huynh là tu sĩ ở cảnh giới nhân vương rồi thì đều tâm phục khẩu phục, ai cũng nghĩ sư huynh sẽ dẫn dắt Thục Sơn phát triển rực rỡ. Ngô Bình vẫn chưa hiểu rõ về Thục Sơn ở tiên giới, hiếm khi gặp được đệ tử của họ nên muốn hỏi đôi điều, hai người tên là gì? Người mắt một mí đáp, sư huynh, em là La Tông Huy. Người còn lại, còn em là Lý Đức Long. Ngô Bình, tôi nghe trưởng môn nói Thục Sơn đang bị môn phái mới nổi lên chèn ép à? Lý Đức Long, đúng vậy ạ, môn phái mới ấy có vài đệ tử thiên tài, thực lực của trưởng môn cũng rất mạnh nên họ chèn mình ghê lắm. Mấy năm nay, phạm vi thế lực của chúng ta đã bị chiếm mất 1/3 rồi. Những môn phái đi theo mình cũng giảm hẳn một nửa, trưởng môn đang rất phiền não, vừa rồi Thục Sơn đã tốn rất nhiều tài nguyên để bồi dưỡng các đệ tử có tư chất khá nhưng kết quả cũng không khả quan mấy. Ngô Bình, Thục Sơn có bao nhiêu đệ tử? Lý Đức Long, hiện tại có hơn 5.000, đệ tử ngoại viện chiếm đại đa số, đệ tử nội viện chỉ có khoảng 1.000 thôi, đệ tử chân truyền thì hơn 300. Cuối cùng là đệ tử thân truyền của các trưởng lão thì khoảng 70 người. La Tông Huy bổ sung, sư huynh, trên đệ tử thân truyền còn có đệ tử tinh anh, nhưng số lượng rất ít. Hiện giờ chỉ có 5 người, nếu sư huynh đến đó, chắc cũng sẽ có thân phận đệ tử tinh anh. Ngô Bình, trong số các đệ tử thì có bao nhiêu tiên quân, bao nhiêu thiên tiên bán bộ? La Tông Huy, đệ tử cấp tiên quân thì rất nhiều, không dưới 100 người, nhưng cảnh giới thiên tiên bán bộ thì khá ít. Chỉ cỡ vài chục thôi. Ngô Bình thầm thấy ngạc nhiên, Thục Sơn có những hơn 100 tu sĩ tiên quân. Với thực lực như vậy thì đúng là kiếm phái Thục Sơn kém xa. Lý Đức Long, à, sư huynh này, em nghe nói các đệ tử được Thục Sơn chú trọng bồi dưỡng đều đang rất đố kỵ khi biết trưởng môn thu nhận sư huynh làm đệ tử. Họ từng tuyên bố sẽ gây khó dễ cho anh, bao giờ lên đấy rồi, anh phải cẩn thận đấy. Ngô Bình trực tiếp bỏ qua chuyện này. Đám vô dụng tốn tài nguyên mà không thành tài ấy không có sức uy hiếp với anh. Anh hỏi, hai người được cử đến đây thì chắc cũng là đệ tử thiên tài của Thục Sơn đúng không? Hai người đó đỏ mặt rồi vội xua tay, Lý Đức Long nói, sư huynh, bọn em là đệ tử chân truyền, tư chất ở tầm khá thôi. Vì thân quen với các trưởng bối nên mới có cơ hội đến Lầu Đa Bảo tìm cơ duyên. Ngô Bình, xem ra Lầu Đa Bảo là bảo địa của Thục Sơn rồi. Tại sao ngày xưa họ không mang 27 động thiên đến tiên giới luôn? La Tông Huy, sư huynh không biết đấy thôi, 27 động thiên này rất quý. Nếu mang đến tiên giới thì chắc bị cướp đi từ lâu rồi. Ngô Bình, tiên giới có vẻ cũng không yên bình nhỉ, hai người chuẩn bị vào động thiên nào? La Tông Huy, bọn em chưa quyết định được, sư huynh vào cửa nào? Ngô Bình, tôi đi bừa thôi, hai người cứ xem xét tiếp đi.
Chương 2470 động thiên đến tiên giới luôn. Thấy họ hối lỗi và thay đổi thái độ, Ngô Bình cũng bất giận rồi ừm một tiếng, nói tin tức sư phụ nhận tôi làm đệ tử đã truyền tới Thục Sơn rồi à. Người ngồi dưới đất cũng phản ứng lại ngay, sau đó quỳ xuống nói, sư huynh, những đệ tử có địa vị một chút thì đều biết chuyện rồi. Các huynh đệ nghe nói trưởng môn nhận một đệ tử ở hạ giới thì ngạc nhiên lắm, nhưng khi mọi người biết sư huynh là tu sĩ ở cảnh giới nhân vương rồi thì đều tâm phục khẩu phục, ai cũng nghĩ sư huynh sẽ dẫn dắt Thục Sơn phát triển rực rỡ. Ngô Bình vẫn chưa hiểu rõ về Thục Sơn ở tiên giới, hiếm khi gặp được đệ tử của họ nên muốn hỏi đôi điều, hai người tên là gì? Người mắt một mí đáp, sư huynh, em là La Tông Huy. Người còn lại, còn em là Lý Đức Long. Ngô Bình, tôi nghe trưởng môn nói Thục Sơn đang bị môn phái mới nổi lên chèn ép à. Lý Đức Long, đúng vậy ạ, môn phái mới ấy có vài đệ tử thiên tài, thực lực của trưởng môn cũng rất mạnh nên họ chèn mình ghê lắm. Mấy năm nay, phạm vi thế lực của chúng ta đã bị chiếm mất 1/3 rồi. Những môn phái đi theo mình cũng giảm hẳn một nửa, trưởng môn đang rất phiền não, vừa rồi Thục Sơn đã tốn rất nhiều tài nguyên để bồi dưỡng các đệ tử có tư chất khá nhưng kết quả cũng không khả quan mấy. Ngô Bình, Thục Sơn có bao nhiêu đệ tử? Lý Đức Long, hiện tại có hơn 5.000, đệ tử ngoại viện chiếm đại đa số, đệ tử nội viện chỉ có khoảng 1.000 thôi, đệ tử chân truyền thì hơn 300, cuối cùng là đệ tử thân truyền của các trưởng lão thì khoảng 70 người. La Tông Huy bổ sung, sư huynh, trên đệ tử thân truyền còn có đệ tử tinh anh, nhưng số lượng rất ít. Hiện giờ chỉ có 5 người, nếu sư huynh đến đó, chắc cũng sẽ có thân phận đệ tử tinh anh. Ngô Bình, trong số các đệ tử thì có bao nhiêu tiên quân, bao nhiêu thiên tiên bán bộ? La Tông Huy, đệ tử cấp tiên quân thì rất nhiều, không dưới 100 người, nhưng cảnh giới thiên tiên bán bộ thì khá ít, chỉ cỡ vài chục thôi. Ngô Bình thầm thấy ngạc nhiên, Thục Sơn có những hơn một cha tu sĩ tiên quân. Với thực lực như vậy thì đúng là kiếm phái Thục Sơn kém xa. Lý Đức Long, à, sư huynh này. Em nghe nói các đệ tử được Thục Sơn chú trọng bồi dưỡng đều đang rất đố kỵ khi biết trưởng môn thu nhận sư huynh làm đệ tử. Họ từng tuyên bố sẽ gây khó dễ cho anh, bao giờ lên đấy rồi, anh phải cẩn thận đấy. Ngô Bình trực tiếp bỏ qua chuyện này, đám vô dụng tốn tài nguyên mà không thành tài ấy không có sức uy hiếp với anh. Anh hỏi, hai người được cử đến đây thì chắc cũng là đệ tử thiên tài của Thục Sơn đúng không? Hai người đó đỏ mặt rồi vội xua tay, Lý Đức Long nói, sư huynh. Bọn em là đệ tử chân truyền, tư chất ở tầm khá thôi. Vì thân quen với các trưởng bối nên mới có cơ hội đến Lầu Đa Bảo tìm cơ duyên. Ngô Bình, xem ra Lầu Đa Bảo là bảo địa của Thục Sơn rồi, tại sao ngày xưa họ không mang 27 động thiên đến tiên giới luôn? La Tông Huy, sư huynh không biết đấy thôi, 27 động thiên này rất quý. Nếu mang đến tiên giới thì chắc bị cướp đi từ lâu rồi. Ngô Bình, tiên giới có vẻ cũng không yên bình nhỉ? Hai người chuẩn bị vào động thiên nào? La Tông Huy, bọn em chưa quyết định được, sư huynh vào cửa nào? Ngô Bình, tôi đi bừa thôi, hai người cứ xem xét tiếp đi. Chương 2471 công pháp quái quỷ gì vậy? Ngô Bình nhìn thì phát hiện người đàn ông này chỉ là một con rối, nhưng đã được con người truyền ý chí võ thuật vào, vì thế anh ta có khả năng chiến đấu rất mạnh. Người đàn ông gật đầu với Ngô Bình rồi nói, tôi là võ nhất. Đánh bại tôi thì anh sẽ được thưởng và đi tiếp. Ngô Bình cảm thấy thể chất của võ nhất rất mạnh, chắc không dễ đối phó nên anh vung tay nói, lên đi. Anh chủ động tấn công và thi triển ngũ long thánh quyền, tung một chưởng vào bụng võ nhất. Võ nhất gập bụng lại, sau đó hấp thu quyền của Ngô Bình rồi tấn công lại anh bằng khuỷu tay. Ngô Bình xòe tay ra, thu quyền lại rồi xoay người, tiếp đó vung một tay ra như con rồng. Nắm đấm như sao trời tấn công vào huyệt thái dương của võ nhất. Đòn tấn công của anh quá ảo diệu, thời cơ lại rất chuẩn nên võ nhất đã bị đánh cho loạng choạng. Ngô Bình nắm bắt cơ hội rồi bồi thêm cái quyền và ba cước nữa, đánh cho võ nhất phải lùi lại liên tục. Võ nhất định phản công, nhưng xung quanh người chợt sáng lên, đôi mắt anh ta rực lửa, khí tức cũng bùng nổ. Võ nhất nói, mở ý nghĩa. Ý nghĩa của võ thuật ư? Ngô Bình vô cùng cảnh giác. Không tấn công nữa mà về thế phòng ngự. Quả nhiên hai bên vừa giao thủ, anh đã thấy võ nhất như trung tâm, còn trời đất đang xoay chuyển quanh anh ta, anh không khống chế được và ngã xuống đất. Quỳnh! Võ nhất đấm vào xương sườn của Ngô Bình, rắc, ba chiếc xương đã bị gãy. Ngô Bình cau mày,
sau đó vung tay gạt tay của anh ta ra rồi hỏi, đây là ý nghĩa gì? Võ nhất, một trong bốn ý nghĩa lớn của võ thuật, ý nghĩa di hình. Nếu anh không thể cảm ngộ được thì không đánh bại tôi được đâu. Ngô Bình, sao anh không dùng nó ngay từ đầu? Võ nhất, nếu ban nãy anh không đánh lại được tôi thì tôi không thể kích hoạt ý nghĩa được. Ngô Bình gật đầu, được, lại nào. Ngô Bình tiếp tục khiêu chiến võ nhất, nhưng kết quả vẫn vậy, hai bên vừa va chạm, anh đã thấy người mình lắc lư rồi trời đất chao đảo, thậm chí kiếm hồn còn lơ lửng, không theo khống chế của anh. Công pháp quái quỷ gì vậy, Ngô Bình bị ngã đau điếng, hơn nữa còn trúng một cước vào bụng, nếu đổi là người khác thì chắc đã nghèo rồi. Ngô Bình lăn một vòng rồi nhảy sang một bên. Võ nhất mặc kệ, chỉ lặng lẽ đứng đó, như thể anh ta là trung tâm của đất trời. Ngô Bình có ý chí kiếm đạo và khả năng nhìn xuyên thấu, sau một hồi quan sát, anh đã hiểu phần nào về khả năng di chuyển của ý nghĩa này rồi. Anh trà sát tay, chân phải đứng thẳng, chân trái hơi cong, hai tay vòng tròn, bày ra một tư thế. Võ nhất thấy thế thì nói, giống khoảng 30% rồi, tiếp một quyền của tôi đây. Anh ta tung một quyền ra, rõ ràng đánh vào mé trái của Ngô Bình, nhưng lúc quyền pháp bay đến thì lại tấn công phía sau lưng anh. Chương 2472 Võ Nhị lập tức tấn công anh. Ngô Bình chấn động, không gian giữa hai người chợt trở nên méo mó, cuối cùng khiến Võ Nhất tấn công trực diện anh, hai quyền pháp va chạm. Tay Ngô Bình bắn ra, người xoay tròn rồi ngã cắm mặt xuống đất. Lại. Anh lắc lắc đầu rồi đứng dậy bày thế tiếp, khác với lần trước, lần này khí tức của anh đã ổn định hơn. Võ Nhất lại tung một quyền đến, lần này không gian tiếp tục vặn vẹo. Mặt đất cũng méo mó, cảnh vật bắt đầu mờ tịt. Quỳnh. Ngô Bình lại bị đánh bay, nhưng anh không còn bị xoay tròn nữa. Còn Võ Nhất thì lùi lại hai bước, cơ thể không ngừng lắc lư. Ra là thế, Ngô Bình sáng mắt lên rồi bày thế lần thứ ba. Võ Nhất lại tấn công, Ngô Bình nghênh chiến, huých vai làm Võ Nhất bay đi. Võ Nhất quay như con cù trên không trung. Ngô Bình bay lên rồi tấn công tiếp, khiến Võ Nhất xoay tròn nhanh hơn. Sau đó, anh không đánh nữa mà chuyển sang đá, khiến Võ Nhất xoay tít mù. Không lâu sau, Võ Nhất chợt rơi xuống đất, toàn thân vỡ nát, rải rác khắp nơi. Con rối có ý chí võ đạo mạnh mẽ trấn thủ ở đây đã bị Ngô Bình đánh bại thành nhiều mảnh. Lúc này, một cái cột ở phía xa nứt ra, để lộ một khoảng trống. Có một bình đan dược và một phiến ngọc ở đó, trên phiến ngọc viết tên và tác dụng của đan dược. Đan dược này có tên là chân võ di hình đan, uống vào có thể tăng khả năng lý giải ý nghĩa di hình. Ngô Bình không đi tiếp ngay mà uống viên đan dược ấy đã, sau đó ngồi xuống cảm nhận nửa tiếng. Thi thoảng anh lại đứng lên đánh vài quyền rồi đá vài cú. Anh đã hiểu ý nghĩa của chân hình, nhưng chưa luyện thuần thục. Bây giờ, anh phải ổn định ý nghĩa này và biến nó thành kiến thức của mình đã. Nửa tiếng sau, Ngô Bình đứng dậy rồi bước tiếp. Hai đi thêm một lát thì lại gặp một con rối khác. Con rối này cao 1m7, trông rất tuấn tú, đôi mắt lặng như nước, trông giống một cô gái. Hắn mặc bạch sam, chào Ngô Bình, tôi là Võ Nhị, đánh bại tôi thì anh được đi tiếp. Dứt lời, mắt Võ Nhị rực lên ngọn lửa màu vàng, xem ra hắn sẽ mở ý nghĩa luôn. Ngô Bình hỏi, Võ Nhị, đây là ý nghĩa gì? Võ Nhị, trấn ấn một trong bốn ý nghĩa lớn của chân võ. Ngô Bình thở ra một hơi rồi nói, được, tiếp chiêu. Lần này, anh thi triển ý nghĩa di hình rồi tấn công Võ Nhị. Hắn tung một quyền lên không trung, đầu Ngô Bình vang lên tiếng ù ù, toàn thân cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Võ Nhị lập tức tấn công anh. Chương 2473 người đã sẵn sàng chưa? Ngô Bình hét lớn, cơ thể trở nên hư ảo rồi bắt đầu chiến đấu với Võ Nhị. Ầm. Nếu chỉ xét về chiêu thức thì Võ Nhị rõ ràng không đánh lại anh, chưa được mấy chiêu thì đầu đã bị đánh bẹp dí. Nhưng đột nhiên, hắn á lên một tiếng, Ngô Bình tê dại cả người, sau đó anh bị hắn đấm cho mười mấy đấm. Ngô Bình liên tục chịu thiệt hai lần nhưng cũng đã quan sát rõ. Võ Nhị dùng thủ pháp đặc biệt là năng lượng chấn động không gian, mà loại năng lượng chấn động này không chỉ có thể gây sát thương cho thần hồn mà còn có thể làm bị thương thân xác. Chỉ là sao Võ Nhị làm được? Ngô Bình cố nhịn đau, lại một lần nữa xông về phía Võ Nhị, may mà anh dùng ý nghĩa di hình nên trong thời gian ngắn Võ Nhị không đánh gục được anh,
hai bên đánh tới đánh lui không phân thắng bại. Sau khi bị đánh ngã 10 lần, Ngô Bình mặt mày bầm tím, răng gãy hết một nửa, gãy đến mấy chục cái xương. Có điều, sau mỗi lần bị đánh, anh lại dần dần cảm nhận ý nghĩa chân ấn. Ý nghĩa ngày dùng lực kết ấn, giết chết vạn vật bằng chân ấn, có thể giết thần cũng có thể giết quỷ, uy lực rất đáng sợ. Ầm, ầm. Bỗng dưng, Ngô Bình dùng ý niệm, hai võ ấn sắc nét liền xuất hiện trên hai bàn tay, anh tung chiêu hướng về võ nhị, lần lượt đấm tay trái rồi trưởng tay phải. Võ nhị giật mình, đứng im tại chỗ không động đậy nói, chúc mừng, anh đã có được ý nghĩa chân ấn rồi. Hắn vừa dứt lời thì cây cột bên phải liền nứt ra, từ bên trong xuất hiện một chiếc hộp trong hộp bí mật. Trong hộp có một chiếc nhẫn màu bạc to bằng trứng bồ câu, bên trên bề mặt đầy những đường vân thần bí. Anh cầm chiếc nhẫn bạc lên, một tin tức liền xuất hiện trong đầu. Tin tức đó cho hắn biết tên của chiếc nhẫn là nhẫn chấn, bên trong có chứa 72 loại pháp môn võ ấn ngưng tụ. Đồng thời, chiếc nhẫn chấn này còn có thể gia tăng sức mạnh cho võ ấn. Nếu võ ấn phát huy sức mạnh thông qua nó thì uy lực có thể tăng lên gấp bội. Ngô Bình có được nhẫn chấn thì đứng tại chỗ nghiên cứu võ ấn của nó. Anh phát hiện võ ấn mà mình đánh ra trước đây cũng nằm trong đó nhưng lại không vi diệu như nhẫn chấn. Anh nghiên cứu một lúc, nắm vững được hai loại võ ấn thì mới tiếp tục đi về phía trước. Lần này anh đi được 30 mấy bước thì một con rối hình dáng ông lão xuất hiện, ông ta hơi khom người trước Ngô Bình, tại hạ là Võ Tam. Đánh bại ta thì có thể có được phần thưởng của chân võ đại đế. Ngô Bình hỏi ông ta, ông nắm giữ ý nghĩa nào? Võ Tam, ý nghĩa ly đoạn. Ông ta nói xong thì phất tay phải, không gian bỗng xuất hiện một rãnh màu đen, xung quanh rãnh đen là vô số tia chớp, kéo dài đến mấy giây. Anh hít một hơi thật dài, nói, đây là thủ pháp chia cắt, phân tách sao? Võ Tam có vẻ không nóng vội ra tay, nói, không sai. Ý nghĩa ly đoạn có thể chia cắt vạn vật, có thể xẻ núi cũng có thể giết thần. Ngô Bình cảm thán, nếu loại ý nghĩa võ học này có thể kết hợp với đao pháp và kiếm pháp thì đó nhất định sẽ là đao pháp và kiếm pháp đáng sợ nhất thiên hạ. Võ Tam, người đã sẵn sàng chưa? Ngô Bình thản nhiên đáp, bắt đầu đi. Anh vừa dứt lời thì biến thành một cái bóng ảo, anh đang dùng chiêu tuyệt sát của Thiên Long trưởng tên là Thiên Long Huyễn Sát. Chớp mắt. Anh đã biến ra mấy nghìn vạn ảo ảnh, cùng lúc tấn công. Đòn phản công của Võ Tam rất đơn giản, ông ta chỉ phất tay chia cắt, trong không gian liền xuất hiện một rãnh màu đen. Chương 2474 đây là ý nghĩa chưa hoàn chỉnh ư. Còn đòn tấn công của Ngô Bình thì lại nằm ở sau lưng bên phải, anh mượn sức mạnh của Võ Ấn và chiêu tuyệt sát, trưởng mạnh về phía hông sau của Võ Tam. Rắc rắc, kích đó thật sự quá đáng sợ. Con rối được chế tạo tinh tế như Võ Tam cũng tan nát ngay lập tức. Ngô Bình không hy vọng học được ý nghĩa ly đoạn từ chỗ ông ta vì đó là chuyện không thể nào. Đúng vậy, cây cột phía bên cạnh nứt ra, bên trong có một mâm ngọc, trên mâm có khắc tâm pháp của ý nghĩa ly đoạn. Anh lập tức nghiên cứu sự huyền diệu của nó, việc này làm anh mất đến 2 ngày. Sau khi anh học được ý nghĩa ly đoạn, anh phất tay, không gian liền xuất hiện mấy chục rãnh đen, có cái mỏng như sợi tóc. Có cái to như nét bút lông. Anh mới thi triển một lúc mà đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng nên vội vã uống mấy viên nhân nguyên đan, sau khi hồi phục lại mới tiếp tục đi về trước. Nếu không có gì bất ngờ thì anh sẽ gặp Võ Tứ. Hình tượng của Võ Tứ là một thanh niên, oai phong bất phàm, anh ta mỉm cười, nói cuối cùng thì cũng có người học được ý nghĩa chân võ của ta. Ngô Bình giật mình, anh là... Ta là chân võ, thanh niên nhìn anh. Nói, học được 3 ý nghĩa phía trước thì anh đã có tư cách luyện ý nghĩa võ học mạnh nhất của ta là ý nghĩa thiên thể rồi. Ngô Bình, ý nghĩa thiên thể. Đại đế chân võ, không sai. Ý nghĩa thiên thể đưa cơ thể đi vào trạng thái thiên thể, trạng thái này sẽ hợp nhất với thiên địa, cộng hưởng cùng vũ trụ. Trong trạng thái này, người sẽ là vô địch, giết thần giết tiên dễ như búng ngón tay. Ngô Bình giật mình, lợi hại vậy sao? Đại đế chân võ, ý nghĩa thiên thể này phải mượn sức mạnh của động thiên, bây giờ ngươi không cách nào tu luyện. Hơn nữa, đại đế ta đây vẫn chưa kịp tạo ra ý nghĩa này một cách hoàn chỉnh thì đã chết rồi, hy vọng ngươi có thể hoàn thành di nguyện cho đại đế ta, hoàn thiện ý nghĩa thiên thể. Ngô Bình ngỡ ngàng, đây là ý nghĩa chưa hoàn chỉnh ư. Đại đế chân võ mỉm cười, nói ta sẽ truyền thụ hết tất cả trí tuệ về võ đạo, kinh nghiệm về võ học cho ngươi, hy vọng sẽ giúp ích được cho ngươi.
Anh ta vừa dứt lời thì chỉ ra, một luồng sáng thần chạy vào giữa trán Ngô Bình. Vô số ký ức hiện lên như nước triều. Dường như rất nhiều năm về trước, Ngô Bình đã hấp thụ những thứ này nhưng lại chưa tiêu hóa. Anh xoa chân mày, nói, đa tạ đại đế, nhất định vãn bối sẽ cố hết sức hoàn thành di nguyện của đại đế. Đại đế chân võ gật đầu mỉm cười, sau đó cơ thể dần cứng đờ, động thiên chân võ cũng tối sầm. Ngô Bình đột nhiên cảm thấy thương cảm, đại đế chân võ này là con cưng của trời, là thiên tài không ai sánh nổi mà cũng chết. Anh vái lại con rối rồi ra khỏi động thiên chân võ. Lúc anh ra ngoài, Lý Đức Long và La Tông Huy cũng không còn ở đó, không biết là vào động thiên hay là đã đi khỏi rồi nữa. Lúc này, ông chú bước đến, hỏi thiếu trưởng môn, hôm qua trưởng môn có đến, hình như có việc cần tìm cậu. Chương 2475, đa tạ các vị trưởng lão ủng hộ. Lưu Vọng Công, ừ, có việc cần bàn bạc với cậu. Tốc độ khôi phục của linh khí đang gia tăng, bây giờ các thế lực lớn đã bắt đầu chiêu mộ đệ tử từ bên ngoài, bồi dưỡng thêm thế lực. Ngô Bình, cậu là người của môn phái chúng tôi, là người có quyền thế nhất trong phàm giới, chúng tôi quyết định giao việc chiêu mộ đệ tử và thành lập ngoại viện Thục Sơn cho cậu đấy. Ngô Bình, ngoại viện Thục Sơn. Lục Phi Hùng nói, tức là lập một nhánh của kiếm phái Thục Sơn ở phàm giới, tài nguyên sẽ do kiếm phái Thục Sơn chúng ta cung cấp. Cậu chịu trách nhiệm chiêu mộ đệ tử và bồi dưỡng họ, luôn tiện còn phải mở rộng phạm vi thế lực của ngoại viện Thục Sơn. Đến khi linh khí được khôi phục hoàn toàn thì Thục Sơn chúng ta sẽ có thể có được thế giới riêng bên ngoài. Ngô Bình, các thế lực khác đã làm vậy rồi sao? Trần Đạo Huyền, đúng vậy, các thế lực ở Côn Luân, thậm chí cả Tiểu Tây Thiên và một số thế lực ẩn giật cũng đua nhau hành động. Còn ra ngoài xem thử thì biết thôi, bây giờ bên ngoài vô cùng náo nhiệt. Ngô Bình là thiếu trưởng môn nên bắt buộc phải đảm đương trách nhiệm này. Anh suy nghĩ rồi nói, thôi được, nhưng trưởng môn phải cho đệ tử vài trưởng lão truyền thụ võ công có kinh nghiệm phong phú cùng một nhóm đệ tử có tu vi và tư chất khá nữa. Lưu Vọng Công, những điều này đều không thành vấn đề, chỉ cần cậu có thể xây dựng được ngoại viện thì cậu cần gì sẽ có nấy. Lục Phi Hùng nói, thiếu trưởng môn, mời cậu xuống núi là vì cậu có ưu thế mà người khác không có, cậu là thầy luyện đan, có thể dùng đan dược thu hút đệ tử tài giỏi gia nhập. Ngoài ra, trường sinh điện chúng ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngoại viện, cung cấp đầy đủ đan dược. Ngô Bình không ngờ xu thế mới lại đến nhanh như thế, anh nói, được, chuyện này giao cho tôi. Trưởng môn, trước khi đi, có phải trưởng môn nên cho đệ tử ít tài nguyên không? Lục Phi Hùng mỉm cười, nói, đấy là chuyện đương nhiên. Đệ tử ngoại viện được cung cấp tài nguyên theo tiêu chuẩn của đệ tử ngoại môn. Người có tư chất tốt có thể có được đãi ngộ của đệ tử nội môn hoặc thậm chí là đệ tử chân truyền. Lúc này, Hắc Tinh trưởng lão bước nhanh vào điện, theo sau bà mấy còn có mấy người nữa. Bà ấy mỉm cười, nói, mấy bà lão bọn ta tình nguyện cùng thiếu trưởng môn ra ngoài xây dựng ngoại viện. Hắc Tinh trưởng lão là tiên quân bất tử, sau lưng bà ấy còn có một vị chân quân thần hóa, hai chân quân anh biến và một chân nhân linh biến. Ngô Bình vui mừng, nói, đa tạ các vị trưởng lão ủng hộ. Hắc Tinh trưởng lão mỉm cười, nói, mạng của chúng tôi là do cậu cho, giúp đỡ cậu cũng là chuyện nên làm. Hơn nữa, đây cũng là chuyện lớn của cả Thục Sơn kiếm phái, chúng tôi sao có thể chối từ. Tiếp đó, Ngô Bình chọn một nhóm đệ tử và trưởng lão. Trong đó bao gồm cả những người quen như Hồng Lăng và Viên Lực. Sau khi xác định những người được chọn, Ngô Bình rời khỏi địa tiên giới trước, anh phải chuẩn bị trước cho việc xây dựng ngoại viện Thục Sơn. Ngô Bình ra khỏi địa tiên giới thì quay về nhà, vừa vào đến thì thấy mọi thứ hỗn loạn, Hỉ Bảo cưỡi Đông Hoàng chạy khắp sân, đuổi theo một con thỏ to hơn cả con chó. Con thỏ trắng muốt với đôi mắt đỏ như hai viên đá quý, nó nhảy một phát cao đến mười mấy mét, Đông Hoàng sủa gâu gâu. Có vẻ như muốn tóm cho bằng được nó. Hỉ Bảo hét, Đông Hoàng, mau, mau, mau lên, cắn lấy đuôi nó. Con thỏ lớn chạy tới chạy lui, giẫm nát hết cây hoa, hòn non bộ, bụi đất bay khắp nơi, khói đen mù mịt. Ngô Bình giận đến tức bụng, hét lớn lên, Hỉ Bảo. Chương 2476 anh có làm nữa không? Hỉ Bảo nhanh nhảu, vội vã nhấn đầu chó, Đông Hoàng đáp xuống đất. Con thỏ lớn đấy đang chạy thì bị Ngô Bình tóm lấy từ xa và đè xuống đất bằng pháp lực. Mặc dù con thỏ rất mạnh, nhưng dù có mạnh thế nào cũng không qua được Ngô Bình. Nó bị đè chặt, hai chân quẫy dưới mặt đất đến mức tạo ra một cái hố lớn.
Đông Hoàng loạng choạng chạy đến trước mặt anh, hé miệng như đang cười. Ngô Bình hỏi, đấy là thỏ nhà ai? Thì bảo, bố, con thỏ lớn này mới chạy đến nhà chúng ta ngày hôm nay, con thấy nó béo nên muốn bắt nó, làm món thịt thỏ nướng cho bố. Ngô Bình tò mò nhìn con thỏ, nói, con thỏ này ăn thuốc tăng trưởng rồi sao? Má ơi, nó to thật. Thì bảo, đúng vậy ạ, má ơi, nó to thật. Ngô Bình tát cậu bé một tai, con nít không được nói tục. Thì bảo vào đầu, vẻ mặt đầy uất ức, thầm nghĩ, chẳng phải bố cũng nói đấy sao? Ngô Bình đưa tay véo con thỏ mình đầy thịt rồi nói, không tồi, thịt này chắc ngon lắm đây. Lina. Một làn nước ngưng tụ bên cạnh Ngô Bình, Lina bước ra, cười nói, chào anh. Con thỏ liền căng thẳng, kêu chít chít, nó không muốn bị con người ăn thịt, chân trước không ngừng cào lên mặt đất. Ngô Bình động lòng, anh thấy con thỏ này sắp thành yêu nên điểm một cái lên trán nó, một luồng sức mạnh kỳ diệu lan khắp cơ thể thỏ. Vài phút trôi qua, cơ thể con thỏ mềm nhũn, nó nằm bẹp xuống đất, toàn thân dễ chịu vô cùng. Khí tức trong cơ thể ngưng tụ thành một viên yên đan trong ngực. Thỏ có được yêu đan tương tự như thần niệm của nhân tiên, nó lập tức nói chuyện với Ngô Bình, xin thượng tiên tha mạng, thịt tiểu nhân dai nhách, không ngon đâu. Ngô Bình thích thú, vậy sao? Ta khá thích ăn thịt dai. Con thỏ muốn đập đầu chết cho xong, nó sửa lại, thịt của tiểu nhân còn tanh nữa. Ngô Bình sầm mặt, bớt gạt ta đi. Ta hỏi ngươi, sao cơ thể lại to đến thế? Con thỏ, thượng tiên, nửa năm trước, tiểu nhân có ăn một loại quả, từ đó cơ thể càng lúc càng to lớn. Mấy ngày nay, tiểu nhân tìm thấy chỗ này tràn ngập linh khí nên đến đấy để kiếm ăn, không ngờ vô tình xông lầm vào nhà của thượng tiên. Tiểu nhân đáng chết, xin thượng tiên tha cho lần này. Ngô Bình suy nghĩ rồi hỏi nói, ngươi ăn quả ở đâu? Con thỏ lớn, cách chỗ này khoảng 3 tiếng đồng hồ đi đường, ở đó rừng núi âm u, ít người qua lại. Ngô Bình, ngươi dắt ta đi xem thử. Lina hỏi, anh có làm nữa không? Ngô Bình lấy ra một cây nấm và một miếng thịt thú lớn, nói, hôm nay nấu món này, mùi vị sẽ ngon đó. Chương 2477 có lẽ là ở vị trí này. Ngô Bình nhìn từ trên cao xuống, mắt nhìn thấu vạn vật của anh phát hiện không gian ở đây đã xuất hiện vết nứt, mà đằng sau vết nứt đó là một không gian gấp khúc khép kín khác. Linh khí trong không gian kia không ngừng tràn ra ngoài, những linh khí này đã thúc đẩy việc sản sinh ra rất nhiều linh quả và linh dược. Anh bay quanh một vòng rồi dừng chân trên một đỉnh núi. Chỗ này có rất nhiều cây ăn quả dại, đáng tiếc trái đã bị dã thú ăn hết rồi. Đột nhiên, một con chuột khổng lồ nhào đến. Con chuột to gần bằng con thỏ, răng dài đến cả trượng, vô cùng hung hãn. Ngô Bình đá văng con chuột kêu lên một tiếng chít rồi nện lên tảng đá, nội tạng dập nát, chết ngay tại chỗ. Anh lẩm bẩm, linh khí khôi phục khiến dã thú ở gần đây biến dị hết rồi. Sau đó, anh mở bản đồ ra xem, trong phạm vi 100 km gần đó đều là núi hoang không người, không có đường đi, toàn là dã thú. Toàn bộ khu vực này thuộc tỉnh Ca, anh suy nghĩ một lúc rồi gửi vị trí cho Lý Mai để cô ấy bỏ vốn, đấu thầu vùng núi hoang vu này với danh nghĩa khai thác du lịch. Sau đó anh liên hệ với Từ Bá Nhân. Bây giờ Từ Bá Nhân đã là người đứng đầu tỉnh Ca, địa vị vững chắc, thêm vài năm nữa không chừng ông ấy sẽ được điều về thủ đô nhậm chức, vươn lên tầm cao mới. Đương nhiên, ông ấy có thể thăng tiến nhanh như vậy là nhờ vào sức ảnh hưởng của Ngô Bình. Dù Ngô Bình không nói gì nhưng những người khác đều đánh giá cao Từ Bá Nhân vì quan hệ giữa hai người. Về chuyện này, đương nhiên Từ Bá Nhân hiểu rất rõ, vì vậy trong lòng ông ấy luôn cảm thấy biết ơn Ngô Bình. Từ Bá Nhân nhận được điện thoại từ Ngô Bình thì mỉm cười, nói, Ngô Bình, lâu quá không gặp, em ở tỉnh sao? Ngô Bình, cách đấy không xa, em tìm anh là vì đang có một số tiền nên muốn đầu tư gì? Không biết trong tỉnh có dự án nào hay không? Từ Bá Nhân sáng mắt, dự án thì nhiều lắm, tùy ý em chọn. Ngô Bình, anh Từ đang ở đâu, chúng ta gặp nhau rồi bàn tiếp. Anh tắt máy, thả con thỏ đi, sau đó dùng thuật độn thổ, nhanh chóng đến ủy ban tỉnh. Từ Bá Nhân đang đi qua đi lại trong văn phòng của mình, thư ký mới đến không biết Ngô Bình là ai nói, ông chủ, người đến là ai vậy? Từ Bá Nhân nhìn anh ta nói, một nhân vật tầm cỡ, địa vị của cậu ấy cao hơn cả tôi. Thư ký run lên, nhân vật tầm cỡ có địa vị cao hơn chủ tịch tỉnh là ai vậy chứ?
Vừa nói xong thì vang lên tiếng gõ cửa, thư ký sửng sốt, anh ta mở cửa ra đã nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi, anh ta cứ nghĩ người trong điện thoại không thể đến nhanh như thế bèn nhíu mày nói, anh là ai? Từ Bá Nhân lại đi đến đón, tươi cười nói, em Ngô, em đến nhanh thật. Mời ngời, Tiểu Tống, đem trà lên. Thư ký Tiểu Tống ngạc nhiên, vị này là người trong điện thoại. Anh ta vội vàng đáp rồi đi đến bên cạnh pha trà cho Ngô Bình. Ngô Bình lấy một bao lá trà đặt lên bàn cười nói, anh Từ, không có thứ gì tốt, lá trà nhà chồng, mang đến cho anh thưởng thức. Từ Bá Nhân bật cười, lá trà của em chắc chắn là đồ ngon rồi. Tiểu Tống, pha trà này đi, bây giờ tôi muốn thưởng thức mùi vị của nó. Tiểu Tống đang pha trà, Ngô Bình và Từ Bá Nhân nói chuyện phiếm vài câu, anh Từ, nói qua điện thoại không rõ, em vừa mới đi dạo quanh ngọn núi hoang, cảm thấy nơi đó có thể khai thác dự án du lịch kiểu vườn tược. Từ Bá Nhân nói, vậy à, cụ thể ở đâu? Ngô Bình thấy trên tường có bản đồ bèn lấy bút vẽ lên một vòng tròn, có lẽ là ở vị trí này. Chương 2478 khoảng bao nhiêu? Từ Bá Nhân là chủ tịch tỉnh nên rất quen thuộc và tường tận địa hình trong tỉnh. Ông ấy vừa nhìn đã bật cười, nơi này nằm ở thành phố nghèo nhất tỉnh, không có tài nguyên gì cả. Cậu em, chắc chắn muốn khai thác du lịch ở đây chứ? Ngô Bình, nơi này non nước hữu tình, em thấy rất hợp. Em định đầu tư 3.000 tỷ, mất 3 năm để xây dựng nơi này thành khu du lịch sinh thái lớn nhất cả nước. Từ Bá Nhân giật mình, 3.000 tỷ. Thư ký Tiểu Tống suýt nữa đánh rơi bình trà, 3.000 tỷ là khái niệm gì? Tổng thu nhập kinh tế một năm của tỉnh ca cũng chỉ có mấy nghìn tỷ thôi. Nếu dự án này được khởi động, kinh tế tỉnh ca ít nhất sẽ tăng lên 2 con số. Dù sao cũng không phải người thường, ngoài mặt Từ Bá Nhân vẫn bình tĩnh, ông ấy cười nói tiền đầu tư lớn như thế là để khai thác du lịch. Đầu tư 3.000 tỷ chỉ sợ mất rất lâu mới có thể thu hồi. Ngô Bình cười nói, đương nhiên rồi, du lịch chỉ là một phần, đến lúc đó em muốn xây dựng vài kiến trúc cổ và nhà trên núi. Chắc không có vấn đề gì chứ. Từ Bá Nhân nói, không thành vấn đề, mục đích khai thác đất không giới hạn, nhưng so với việc khai thác du lịch, trong tay anh có một dự án khá tốt, em có muốn suy xét không? Ngô Bình hỏi, ồ, dự án gì thế? Từ Bá Nhân lấy một phần tài liệu ra nói, em xem đi, trong đó nói rất chi tiết. Ngô Bình đọc lướt qua cũng hiểu đại khái về dự án này, đây là dự án xúc tiến đầu tư cũ, có rất nhiều ưu đãi. Miễn phí sử dụng đất 5 năm, miễn thuế 3 năm đầu. Ngô Bình xem vị trí, là ở ngoại ô phía đông của tỉnh, giao thông thuận lợi, địa hình bằng phẳng. Nhưng quan trọng là miếng đất này không xa núi hoang mà anh muốn khai phá, chỉ có mấy 10 cây số. Anh hơi động lòng, nghĩ đến ngoại viện Thục Sơn, nói, anh Từ, em muốn mở một võ quán quy mô lớn, được chứ? Từ Bá Nhân cười nói, chỉ cần đầu tiên thì dự án nào cũng được. Ngô Bình, nhưng diện tích võ quán của em khá lớn, cần một mảnh đất rất lớn. Từ Bá Nhân hỏi, khoảng bao nhiêu? Ngô Bình ngẫm nghĩ, không nhỏ hơn 1.000 m². Từ Bá Nhân ngây người, diện tích cả Thạch Thành cũng chỉ hơn 1.000 m², Ngô Bình cần đến 1.000. Võ quán có thể dùng nhiều đất thế sao? Ông ấy ngạc nhiên hỏi. Ngô Bình, ừ, bọn em muốn xây võ quán quy mô lớn, cao cấp. Đến lúc đó cần nhiều đất và vốn đầu tư cực lớn. Từ Bá Nhân hỏi, võ quán lớn như thế thì phải đầu tư bao nhiêu tiền mới có thể xây được? Ngô Bình, theo chi phí xây dựng 5.000 một mét vuông thì có thể nào cũng cần đến 5.000 tỷ tệ. Dù Từ Bá Nhân có địa vị cao cũng không khỏi kinh ngạc với số tiền này. Mấy giây sau, ông ấy mới hoàn hồn nói, 5.000 tỷ, đó là một con số rất lớn. Chương 2479 ngoài anh ra còn ai bay vào đây? Ngô Bình, hai dự án này sẽ dùng đến một lượng lớn vật liệu xây dựng, tỉnh ca là tỉnh lớn về sản xuất vật liệu xây dựng, chắc sẽ có thể kéo được kinh tế trong tỉnh. Từ Bá Nhân cười nói, vậy anh phải cảm ơn em rồi. Lúc này trà đã được pha xong, mùi thơm của trà tỏa ra xung quanh, Từ Bá Nhân ngửi rồi nói, trà ngon. Hai người lại nói kỹ hơn, buổi trưa Từ Bá Nhân giữ anh lại ăn cơm. Thế nhưng Ngô Bình còn rất nhiều việc cần làm nên từ chối. Ra khỏi cơ quan tỉnh, anh đang định thi triển độn thổ để đi thì một chiếc xe bỗng dừng lại bên cạnh, cửa xe hạ xuống, có người gọi anh, Ngô Bình. Ngô Bình quay đầu lại thì thấy một người đàn ông đang ngồi trong xe, trạc tuổi anh, đó là chiếc Porsche 911, ngồi ở ghế phụ lái là một người phụ nữ. Trương Tân Minh.
Trương Tân Minh là bạn cùng lớp thời đại học của Ngô Bình, nhưng anh ta mới học nửa năm đã nghỉ, nghe nói trong nhà xảy ra chuyện. Quan hệ của hai người khá tốt, nhưng đã nhiều năm rồi Ngô Bình suýt nữa không nhận ra anh ta. Trương Tân Minh không còn là Trương Tân Minh ngày xưa nữa, anh ta đã là tu vi cảnh giới luyện thần, hơn nữa còn có nền tảng vững chắc. Trương Tân Minh khẽ cười mở cửa ra, đi đến ôm lấy Ngô Bình nói, mấy năm không gặp, cậu còn cao hơn nữa à? Đúng là Ngô Bình đã cao lên, hơn nữa còn có vóc người hoàn hảo, rất khác với Ngô Bình trong ấn tượng của Trương Tân Minh. Ngô Bình, đúng thế, tôi tiêm hormone vào năm nhất đại học. Trương Tân Minh không nghĩ nhiều, vỗ vai anh nói, bây giờ người anh em thế nào rồi? Tìm được công việc chưa? Ngô Bình cười nói, tôi làm việc ở bệnh viện, cậu thì sao? Còn chạy siêu xe, có phải phát tài rồi không? Trương Tân Minh bật cười, phát tài gì chứ? Làm chút việc kinh doanh thôi, kiếm ít tiền lẻ. À phải rồi, cậu đi đâu đây, buổi tối tụ họp chút nhé. Ngô Bình không có thời gian nói, Tân Minh, hôm khác nhé, hôm nay tôi còn có việc. Trương Tân Minh đanh mặt, Ngô Bình, không nể mặt anh em gì thế. Chúng ta đã nhiều năm không gặp, tối nay cậu phải đến, nếu không tôi đến nhà cậu. Ngô Bình cười khổ, tên này vẫn như trước, anh ngẫm nghĩ rồi nói, vậy được rồi, cậu cho tôi thời gian và địa điểm. Tôi sẽ đến. Trương Tân Minh nói, vậy được, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi. Thêm bạn với nhau rồi, Trương Tân Minh cười nói, Ngô Bình, tối nay hiệu trưởng cũ và mấy người bạn ở trường cũng đến, chúng ta tụ họp một trận. Ngô Bình bỗng nghĩ đến, ngôi trường mình đã tốt nghiệp cũng không đơn giản, lần hội ngộ này thật sự là tình cờ sao? Trời vẫn còn sớm, Ngô Bình bèn đến biệt thự số 1 Vịnh Bạch Long trước. Đường Tử Di đang làm việc ở nhà, nghe thấy tiếng, đôi mắt cô ấy sáng lên, mở miệng gọi, chồng à. Chương 2480 biệt phủ Sơn Thủy. Ngô Bình nói, có đồ tốt cho em đây. Anh lấy hết 4 món quốc bảo mà nhị hoàng tử Đông Doanh tặng ra, rồi đặt lên bàn. Đường Tử Di nhìn xem, ngạc nhiên nói, đồ tốt. Ở đâu thế? Ngô Bình, đi Đông Doanh một chuyến, đưa cho em giữ. Đường Tử Di rất vui, ông nội mà thấy chắc chắn sẽ rất vui. Ngô Bình, Tử Di, anh đến đây là có việc muốn nói với em. Đường Tử Di ngồi lên chân anh, chuyện gì thế chồng? Ngô Bình, linh khí đang được hồi phục, cả thế giới sẽ xảy ra những thay đổi chưa từng có. Đường Tử Di sửng sốt, linh khí khôi phục. Ngô Bình, tức là sinh linh trên thế gian đều sẽ trở nên mạnh hơn, tuổi thọ dài hơn, yêu ma quỷ quái. Yêu tinh thần tiên trong truyền thuyết đều sẽ xuất hiện. Hơn nữa trật tự xã hội hiện giờ cũng sẽ phá vỡ, quá trình này sẽ đi đôi với bất ổn, hỗn loạn. Đến lúc đó nguyện vọng lớn nhất của người dân là sống sót. Nghe xong sắc mặt Đường Tử Di hiện lên vẻ nghiêm trọng, chồng à, nói thế thì thế giới sẽ rất hỗn loạn. Ngô Bình, không thể tránh khỏi, nhưng trật tự sớm muộn gì cũng bình thường lại, chỉ là không biết mất bao lâu. Đường Tử Di im lặng vài giây, vậy chúng ta phải làm sao? Ngô Bình, bán tập đoàn Đường Thị, lấy tiền mua đất, đồng thời phát triển thuốc biến đổi gen. Đường Tử Di ngạc nhiên, bán tập đoàn Đường Thị. Ngô Bình gật đầu, quản lý dòng tiền, mua đất trước, sau đó thành lập một doanh nghiệp mới. Đường Tử Di, thị trấn Phỉ Thúy của chúng ta thì thế nào? Ngô Bình, để lại đi, đó là một mảnh đất lớn. Còn mấy dự án bất động sản ở thành phố Giang Nam, có thể không bán thì đừng bán. Đường Tử Di, chồng ơi, để lại nhiều thế làm gì? Lẽ nào sẽ tăng giá? Ngô Bình, bây giờ mà bán, đổi lại là tiền tệ không có giá trị, sau này tiền tệ của thế giới sẽ có cải cách lớn, tiền trong tay chúng ta sẽ không còn giá trị nữa. Anh nói tiếp, hiện nay tiền tệ của thế giới có thể có bao nhiêu? Không quá 1.000 tỷ tệ nhỉ? Sau khi linh khí khôi phục, một viên đan dược có thể lên đến mấy mươi tỷ, thậm chí là mấy nghìn tỷ, tiền tệ cũ đã không còn hợp nữa. Đường Tử Di, tiền tệ mới là như thế nào? Ngô Bình lấy một lá bùa ra, giống như vậy, vốn dĩ vừa là sản phẩm vừa là tiền tệ, rất có giá trị. Đường Tử Di ngẫm nghĩ, ừ, ngày mai em sẽ bàn chuyện này với bố, sau này phát triển thuốc thay đổi gen mà anh nói sẽ có thị trường không? Ngô Bình, tất nhiên. Về bản chất thuốc thay đổi gen và đan dược không có gì khác nhau mà anh lại chắc chắn về phương diện kỹ thuật. Linh khí được khôi phục thì bị ảnh hưởng nhiều nhất là con người là sự trường tồn của vạn linh. Dưới tác dụng của linh khí,
Vào người bình thường có khả năng mở ra tiến hóa, khôi phục năng lực huyết mạch của tổ tiên, thuốc của chúng ta có thể giúp họ tiến hóa tốt hơn, trở nên mạnh hơn. Ngô Bình ở cùng Đường Tử Di, lại giúp cô ấy điều tiết cơ thể. Đến khi trời tối, anh mới đi tham gia buổi họp mặt. Vốn dĩ anh không tham gia buổi họp mặt này nhưng nếu Hồ Kiến Quốc cũng ở đó, vậy thì khá thú vị, anh muốn đi xem thử. Trương Tân Minh đã gửi địa điểm và thời gian cho anh, tối nay sẽ tụ họp ở một nhà hàng đặc sản tên là Biệt Phủ Sơn Thủy ở Thạch Thành. Ngô Bình đáp xuống một con đường vắng, đi được một đoạn thì nhìn thấy có một nam một nữ đi ra từ căn phòng bên cạnh, người phụ nữ khá quen, người nam chính là Lư Tuấn Phi. Chương 2481 Thiên Tiên sao? Lư Tuấn Phi nhìn thấy Ngô Bình, sắc mặt trở nên gượng gạo bước đến vài bước nói, Ngô Bình. Ngô Bình nhìn anh ta hỏi, đều ở trong à? Lư Tuấn Phi gật đầu, ừ, đều trong đó, đã có mười mấy người rồi. Ngô Bình không để ý đến anh ta nữa, sải bước đi vào. Người phụ nữ bên cạnh Lư Tuấn Phi mặc một thân toàn đồ hiệu, mặc dù nhan sắc khá bình thường nhưng khí chất lại hơn hẳn những người khác, cô ta nhíu mày, Tuấn Phi, người này kiêu ngạo thật, vô lễ với anh quá, anh ta là ai thế? Lư Tuấn Phi nói, nhân vật tầm cỡ, chúng ta không chọc vào nổi đâu. Người phụ nữ không cho là thế, nhà cô ta cũng được xem là gia tộc lớn ở Vân Kinh, mặc dù không so được với bốn gia tộc lớn nhưng cũng không phải ai cũng có thể chọc vào được. Cô ta đứng đó lạnh nhạt nói, về thôi, bảo anh ta xin lỗi anh. Lư Tuấn Phi thở dài, Tiểu Uyển, thôi đi, ban đầu là anh có lỗi với người ta. Người phụ nữ cười mỉa, bây giờ anh là người đàn ông của em, anh ta vô lễ với anh chính là vả mặt em, đừng sợ, có em đây. Mặc dù ban đầu Lư Tuấn Phi tổn thất nặng nề nhưng dù sao cũng có không ít tiền nên trong một năm nay, anh ta đã làm rất nhiều việc kinh doanh, tiếc là đều thất bại, cuối cùng làm gì cũng không thuận lợi. Tháng trước anh ta vừa hẹn hò với người phụ nữ trước mặt, Lý Tiểu Uyển. Nhà họ Lý làm bên công thương nghiệp, mấy doanh nghiệp của họ đều là đầu tàu trong tỉnh. Lư Tuấn Phi có vẻ ngoài ổn, miệng lưỡi lại ngọt nên cuối cùng Lý Tiểu Uyển trở thành bạn gái anh ta sau khi được anh ta tấn công theo đuổi. Anh ta trước giờ luôn nghe lời Lý Tiểu Uyển, lúc này lại kéo cô ta lại, Tiểu Uyển, em nghe anh đừng chọc vào cậu ta. Lý Tiểu Uyển sửng sốt, sau đó cười nhạo, Lư Tuấn Phi, không ngờ anh lại nhát như thế. Lưu Tuấn Phi cạn lời nói, đây không phải là vấn đề sợ hay không. Thế này nhé, anh đi vào trong với em nhịn 10 phút, 10 phút sau em sẽ biết tại sao anh lại sợ cậu ta. Lý Tiểu Uyển hừ một tiếng, được. Em muốn xem thử rốt cuộc người này có gì đáng sợ. Hai người lại quay về đại sảnh, Ngô Bình ngồi bên cạnh cựu hiệu trưởng Hồ Kiến Quốc, hai người vừa nói vừa cười, đứng bên cạnh là mấy người có công ăn việc làm tốt nhất Diêm Lập Vũ, Mã Thiên Lý. Nhìn thấy thế Lý Tiểu Uyển ngây người, xếp Mã và xếp Diêm thế mà lại đứng phía sau anh ta cứ như người hầu đi theo thôi vậy. Lư Tuấn Phi, thật ra họ không xứng làm tay sai của Ngô Bình kia, chỉ có thể nịnh nọt cậu ta. Ngô Bình có lời muốn nói với Hồ Kiến Quốc bèn kéo ông ấy đến nơi yên tĩnh, người khác không tiện đi theo. Anh nói, ông Hồ, vẫn chưa có tin tức gì về người mà tiền bối bảo tôi tìm. Ông Hồ xoa cằm, không sao, tôi tìm lâu như thế vẫn không có manh mối, cậu không thể tìm ra được ngay mà. Chương 2482 ông có biết Thẩm Thiên Quân không? Trên địa tiên là thiên tiên, chín cảnh giới của thiên tiên chia ra làm ba giai đoạn. Gồm hạ tam cảnh, tam cảnh và thượng tam cảnh. Hạ tam cảnh gọi là hư tiên, căn cơ của hư tiên không vững, phải trải qua ba kiếp nạn, có một phần thiên tiên sẽ phải chết vì điều này hoặc bị đánh trở về nguyên hình. Trở thành hư tiên không khó, nhưng tiếp tục sống ở giai đoạn hư tiên thì lại là việc cực kỳ khó. Vì vậy, hư tiên đều cố nỗ lực tu hành, hy vọng có thể vào được tam cảnh. Thiên tiên của tam cảnh gọi là thần tiên, giai đoạn này có thể hiển thánh trong nhân gian. Nhận hương hỏa cung phụng từ nhân gian. Có điều, cứ 100 năm thì thần tiên sẽ phải gặp một kiếp nạn nhỏ, 3.000 năm gặp một kiếp nạn lớn, cuộc sống cũng không được bình yên. Vì vậy ai nấy đều muốn trở thành thiên tiên của thượng tam cảnh. Nếu thần tiên nhận được sắc phong từ thiên chủ của cảnh giới hiện tại thì sẽ có thể trở thành thiên vương, thiên quân, nắm giữ quyền lực rất lớn. Thiên tiên của thượng tam cảnh thường được gọi là thượng tiên, chân tiên. Chân tiên không còn gặp tai kiếp nữa, pháp lực vô biên. Thần thông quảng đại, lĩnh hội sự huyền diệu của vũ trụ, không còn cần phải mượn đến hương hỏa của nhân gian để tu hành nữa. Không ngờ Lữ Tổ lại là chân tiên,
Ngô Bình vừa bất ngờ vừa vui mừng. Ông Hồ, thì ra ông là chân tiên à, lợi hại thật. Hồ Kiến Quốc, chân tiên cái khỉ gì, đến khi cậu thành thiên tiên thì sẽ biết, có chân tiên đến cả thần tiên cũng đánh không lại. Cao thủ thật sự không phải là giáo chủ một phương mà là chủ nhân thiên cảnh. Nếu không phải là Đại La Kim Tiên thì tất cả đều là ảo tưởng. Ngô Bình, Đại La Kim Tiên thì xa xôi quá, tôi chỉ thấy chân tiên lợi hại. Hồ Kiến Quốc, nhóc con, cậu có biết tại sao hôm nay lại có cuộc tụ họp này không? Ngô Bình chớp mắt, tại sao? Hồ Kiến Quốc, lúc đầu sở dĩ tôi làm hiệu trưởng là vì trường học đó của chúng ta có hai người rất đặc biệt. Ngô Bình hứng thú, đặc biệt thế nào? Hồ Kiến Quốc, tôi có một người bạn tốt, vốn dĩ đã là thiên tiên tầng 9, có hy vọng thành Đại La. Nhưng ông ấy đắc tội với người ta, không thể không đầu thai chuyển thế. Sau khi chuyển thế, ông ấy là một học sinh của trường này, cao hơn cậu một khóa. Ngô Bình, chậc, thiên tiên tầng 9 à? Hồ Kiến Quốc, cậu ấy đã bị phong tỏa linh trí, bây giờ chỉ là một thằng ngốc, không hiểu gì về tu hành. Còn tôi thì chắc chắn không thể truyền thụ công pháp cho cậu ấy, nếu không thì sẽ bị người khác phát hiện ra ngay. Ngô Bình liền cảnh giác, ông Hồ, ông nói chuyện này với tôi làm gì? Hồ Kiến Quốc, nhóc con, cậu giúp tôi khơi thông cho người này. Chỉ cần cậu ấy được đả thông thì không cần cậu chỉ bảo nữa, tự cậu ấy cũng có thể tu hành. Ngô Bình, ông Hồ, lỡ có người phát hiện ra tôi thì sao? Hồ Kiến Quốc, không đâu, cậu không có tên ở tiên giới, làm gì cũng sẽ không bị họ phát hiện. Cậu đừng từ chối, người này trọng tình cảm lắm, cậu giúp cậu ấy thì người này nhất định sẽ không quên ân tình của cậu đâu. Sau này, cậu đến tiên giới chẳng phải sẽ có thêm một chỗ dựa sao? Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, ông Hồ, ông phải nói cho tôi biết thân phận thật sự của anh ấy. Hồ Kiến Quốc phất tay, không được, không được đâu, tôi mà nói tên của cậu ấy ra thì bên trên sẽ biết ngay, vậy thì chuyện sẽ không thành được. Ngô Bình vẫn hơi do dự, Hồ Kiến Quốc nói, tôi không để cậu giúp không công đâu, ngày mai tôi sẽ cùng cậu đến gặp bề trên, cho cậu một tạo hóa. Ngô Bình chớp mắt, thôi được, vãn bối sẽ giúp ông chuyện này. Chỉ là tôi phải làm sao để khai thông cho anh ấy. Hồ Kiến Quốc, cậu đả thông thần khứu ở giữa trán của anh ấy là được. Ngô Bình gật đầu, sau đó lại hỏi, ông có biết Thẩm Thiên Quân không? Chương 2483 đàn em, tôi tự thi thì tốt hơn. Hồ Kiến Quốc bĩu môi, hừ, biết chứ. Chân tiên nhị cảnh, thực lực ngang ngửa tôi, có điều rất có quyền thế, là chi kỷ bên cạnh Đại Thiên Tôn. Ngô Bình, Đại Thiên Tôn là ai? Chủ nhân tiên giới, Hồ Kiến Quốc đáp. Ngô Bình, tu vi của Đại Thiên Tôn mạnh nhất tiên giới sao? Hồ Kiến Quốc nói, nếu xét ở tiên giới thì tất nhiên ông ấy mạnh nhất, nhưng ở Hồng Hoang thì bất cứ giáo chủ nào cũng đều không thua kém ông ấy đâu. Ngô Bình, ông Hồ, sau này tôi đến tiên giới thì đến đâu là thích hợp? Hồ Kiến Quốc, nhóc con cậu tư chất tốt thế thì đến đâu mà không được. Hai người họ đang to nhỏ thì Hồ Kiến Quốc bỗng thúc nhẹ anh, tên ngốc đó đến rồi. Ngô Bình nhìn ra cửa thì thấy một anh giao hàng mặc đồ màu xanh da trời bước vào, tầm 25 tuổi, đậm chất phong trần. Anh ấy vừa bước vào thì đã có người cười, nói, chà, đây chẳng phải là Tống Bình An sao? Sao cậu lại mặc bộ đồ này? Ngô Bình nhìn thấy anh ấy thì liền nhớ ra, khi anh học đại học năm 1, năm 2, có một người tên Tống Bình An. Người này quanh năm chỉ mặc một bộ đồ, đông không biết lạnh, hè không biết nóng. Có điều quần áo của anh ấy thì luôn rất sạch sẽ. Nhưng người này rất xui xẻo, năm xưa rõ ràng có thực lực thi vào trường nổi tiếng nhưng bài thi của anh ấy lại bị sửa thành tên của người khác, còn bài thi của người khác thì lại viết tên của anh ấy. Cuối cùng anh ấy phải học trường đại học bình thường, trở thành bạn học của Ngô Bình. Ngày nào người này cũng ôm sách ngồi đọc ở sân vận động, thành tích của anh ấy cực kỳ tốt. Học kỳ 1 của năm 2 đã học xong hết lộ trình, sau đó bắt đầu chuẩn bị thi cao học. Anh ấy rất điển trai nên được rất nhiều nữ sinh trong trường mê đắm, có điều anh ấy không để tâm đến và từ chối tất cả. Anh ấy quá ưu tú nên khiến rất nhiều nam sinh trong trường đố kỵ, may mà học kỳ 2 của năm 2, Tống Bình An đã thi đỗ thạc sĩ của Đại học Hoa Thanh. Có điều hình như vận may của người này không được tốt lắm. Sau khi thi đỗ thạc sĩ không lâu thì lại bị Đại học Hoa Thanh khai trừ chỉ vì chuyện không đâu vào đâu. Sau đó anh ấy lại thi vào trường khác nhưng cũng đều không thuận lợi, không phải bị khai trừ thì cũng không tốt nghiệp được. Anh ấy kiên trì mấy năm,
đến khi lớn tuổi rồi thì vừa học vừa tự kiếm tiền. Chuyện của anh ấy thường xuyên được lan truyền trong các nhóm bạn, có người gọi anh ấy là truyền kỳ, có người lại xem như trò cười. Ngô Bình thì lại rất khâm phục con người này, không chùn bước trước khó khăn, không hổ là đại năng chuyển thế. Tống Bình An không cao, khuôn mặt thanh tú, anh ấy chỉ mỉm cười trước sự chào hỏi đầy chế giễu của mọi người, sau đó thì tìm chỗ vắng vẻ ngồi xuống. Không ai qua ngồi qua đó vì dù gì những người đến đều là người thành công, ai lại coi trọng một người giao hàng. Ngô Bình cầm hai ly nước đến ngồi đối diện với Tống Bình An, mỉm cười, nói, đàn anh. Tống Bình An đưa hai tay ra nhận lấy, nói cảm ơn. Ngô Bình, đàn anh còn nhớ tôi không? Trước khi anh tốt nghiệp, chúng ta từng đánh bóng rổ với nhau. Anh đánh rất giỏi, không ai đỡ được cú ném bóng vạch ba điểm của anh. Tống Bình An cười rạng rỡ, cậu là đàn em Ngô Bình đúng không? Tôi nhớ cậu. Ngô Bình gật đầu, đúng vậy, là tôi đây. Đàn anh vừa giao hàng xong à? Tống Bình An không cảm thấy việc giao hàng có gì không tốt, anh ấy gật đầu, ừ. Tôi đã biết hết những con đường gần đây rồi, hiệu suất giao hàng tăng hơn 40% so với tháng trước. Bây giờ mỗi ngày tôi có thể giao 110 đơn, thu nhập cũng được lắm. Ngô Bình ngạc nhiên, hơn 100 đơn sao? Giỏi thật, vậy tháng này ít nhất cũng được 20.000 nhỉ. Tống Bình An mỉm cười, nói, gần 20.000. Tôi định làm thêm 2 tháng nữa rồi đi thi. Ngô Bình biết đại khái hoàn cảnh của anh ấy, thi cao học thế nào cũng rất nên nói, không cần thi nữa, đàn anh muốn đến học ở trường nào để tôi sắp xếp giúp cho. Tống Bình An ngây ra, cậu giúp tôi sắp xếp ư? Ngô Bình gật đầu, trước đây anh là thạc sĩ của Hoa Thanh đúng không? Trùng hợp thật, tôi cũng học cao học ở đó, có thể nói chuyện được với lãnh đạo nhà trường. Tống Bình An im lặng vài giây rồi nói, đàn em, tôi tự thi thì tốt hơn. Ngô Bình mỉm cười, nói, rõ ràng anh đã thi đậu rồi, tại sao lại còn phải thi nữa? Anh thông minh như thế, đừng lãng phí tài năng ở việc suy nghĩ, chỉ bằng thế này, bây giờ tôi giúp anh hỏi thử. Ngô Bình vừa nói vừa gọi điện thoại. Chương 2484 chuyện ông nói, tôi không làm được. Tống Bình An nói, tôi học chuyên ngành kỹ thuật gen. Ngô Bình nói, công trình gen. Vậy không tệ, tôi đang chuẩn bị mở một công ty nghiên cứu kỹ thuật gen, đến lúc đó anh có thể đến. Tống Bình An nhìn Ngô Bình, đàn em, cảm ơn cậu giúp tôi. Ngô Bình vỗ vai anh ta, đừng khách sáo. Sau này lúc tôi cần anh giúp, anh đừng từ chối là được. Tống Bình An khẽ cười, nếu cậu có gì cần tôi giúp, Tống Bình An tôi sẽ dốc hết sức làm. Mọi người thấy Ngô Bình khách sáo với Tống Bình An như vậy, đều cảm thấy bất ngờ. Ngô Bình hiện tại, đã là người có địa vị nhất ở buổi tiệc này, ngay cả đám Mã Thiên Lý cũng vây quanh anh. Nói chuyện vài câu với Ngô Bình, hai người để lại phương thức liên lạc. Ngô Bình lại quay về bên cạnh Hồ Kiến Quốc, nói, lão Hồ, người còn lại là ai? Hồ Kiến Quốc, Hồng Hoang có một cao thủ, thực lực mạnh hơn tôi nhiều. Người này nghĩ bản thân ở giai đoạn địa tiên không có căn cơ vững chắc, vì vậy đầu thai chuyển kiếp, trở thành một người tên là Mạc Hiên. Mà hiện tại cũng là học sinh của tôi. Ngô Bình kinh ngạc, thực lực trên cả Lữ Tổ, vậy là cao thủ cỡ nào chứ? Cái tên Mạc Hiên này, anh chưa từng nghe đến, dù sao trong trường cũng có cả mấy chục nghìn học sinh, anh không thể nào biết hết mọi người được. Hồ Kiến Quốc nói cho anh, Mạc Hiên và anh là cùng khóa, là một nữ sinh vô cùng bình thường. Ngô Bình, vị cao thủ kia, trước kia là nữ sao? Hồ Kiến Quốc, kiếp trước là nam. Vẻ mặt Ngô Bình kỳ lạ, vậy người này muốn làm con gái sao? Hồ Kiến Quốc gật đầu, người này cho rằng, thể chất của nữ giới thích hợp để tu luyện hơn, vì vậy ở kiếp này đã lựa chọn trở thành một cô gái. Ngô Bình trợn mắt ngạc nhiên, để tu luyện, mà ngay cả giới tính cũng thay đổi, đúng là người ngoan tuyệt. Người này, cũng cần tôi giúp anh ta lĩnh ngộ sao? Hồ Kiến Quốc, người này không cần lĩnh ngộ, nhiệm vụ của cậu là tiếp đón đối phương, tốt nhất là có thể làm bạn trai của cô ấy. Hồ Bình lập tức sầm mặt, lão Hồ, ông đùa gì vậy, đó là nam mà. Hồ Kiến Quốc nghiêm mặt nói, kiếp này là nữ. Ngô Bình trợn mắt, chuyện ông nói, tôi không làm được. Hồ Kiến Quốc nói, không cần làm bạn trai, làm bạn thân con trai thì được chứ. Ngô Bình liếc nhìn Hồ Kiến Quốc, ông đang lừa tôi sao? Hồ Kiến Quốc, tôi nói cho cậu biết,
sở dĩ Mạc Hiên này chuyển thế, nhất định có nguyên nhân khác. Tôi đoán, có khả năng người này đã sở hữu được phương pháp chứng đạo. Ngô Bình, phương pháp chứng đạo. Hồ Kiến Quốc gật đầu, vì vậy cậu phải tiếp xúc thường xuyên, tốt nhất là có thể trở thành bạn bè. Ngô Bình đau cả đầu, anh làm gì có thời gian đi quan sát người khác, huống hồ còn là một cô gái. Ngay lúc này, một cô gái đã đi vào. Cô gái có vẻ ngoài bình thường, đôi mắt to, tóc ngắn, gương mặt có tàn nhang, dáng người không cao, quần áo cũng tầm thường. Chương 2485 từ phía nam đến. Cô ấy chính là Mạc Hiên, vì vậy Hồ Kiến Quốc đưa mắt ra hiệu với Ngô Bình, thấp giọng nói, dựa vào cậu đấy. Ngô Bình cắn răng, đứng dậy đón Mạc Hiên, cười nói, Hiên Hiên, cuối cùng cô cũng đến rồi. Hành động của Ngô Bình khiến mọi người sững sờ, Hiên Hiên. Bởi vì hầu hết bọn họ đều không biết Mạc Hiên. Mạc Hiên cũng ngây người, cô ấy quan sát Diệp Huyên từ trên xuống, kinh ngạc hỏi, anh đang gọi tôi. Ngô Bình cười nói, cô không nhận ra tôi sao? Tôi là Ngô Bình, chúng ta cùng khóa. Mạc Hiên có chút ngại ngùng, bởi vì cô ấy không nhớ ra Ngô Bình. Thật ra cô nào biết, trong ấn tượng của Ngô Bình, cũng không có bóng dáng của cô ấy. Ồ, Ngô Bình, đã lâu không gặp, lịch sự thì cô ấy vẫn chào hỏi. Ngô Bình lập tức kéo cô ấy ngồi xuống bên cạnh Tống Bình An, cười nói, đàn anh, cô ấy là Mạc Hiên, mọi người làm quen chút đi. Mạc Hiên, đây là đàn anh Tống Bình An. Tống Bình An gật đầu, chào đàn em Mạc. Mạc Hiên nói, chào đàn anh. Ngô Bình cười ha ha, nói chứ, ở đây nhiều bạn học như vậy, tôi thấy hai người là thân thiết nhất. Ngô Bình suy nghĩ, muốn làm bạn thân của Mạc Hiên chỉ e là việc rất khó. Dù sao anh cũng chưa từng làm bạn thân khác giới của ai bao giờ. Ba người nói chuyện một lúc, Trương Tân Minh kia mới khoan thai đi đến, anh ta vừa đến đã chào hỏi với mấy người Mã Thiên Lý, Các Lập Vũ, chẳng buồn nhìn đến mấy người khác, thậm chí cũng không quan tâm đến Hồ Kiến Quốc. Ngô Bình âm thầm lắc đầu, sau đó anh vẫy tay với Trương Tân Minh. Trương Tân Minh nhanh bước đi đến, cười nói, Ngô Bình, cậu đến từ sớm rồi à? Ngô Bình, Tân Minh. Cậu đi chào hỏi hiệu trưởng đi. Trương Tân Minh liếc nhìn Hồ Kiến Quốc, nói, ông ta rất phiền phức, tôi không muốn quan tâm đến ông ta. Ngô Bình cạn lời, cũng không nói gì thêm. Anh nhìn ra được, Trương Tân Minh này có lẽ đã bái sư, học được chút pháp môn tu hành, chỉ là cũng không ra gì. Ở phía sau, Lư Tuấn Phi như có suy nghĩ, lầm bầm nói, kỳ lạ, Ngô Bình và Mạc Hiên, Tống Bình An đều không quen biết, sao lại thân thiết với bọn họ như vậy? Lý Tiểu Uyển hỏi, Tuấn Phi, sao vậy? Lư Tuấn Phi Tiểu Uyển, trong này chắc chắn có gì đó, sau này nếu có cơ hội, chúng ta phải tiếp xúc nhiều với Tống Bình An và Mạc Hiên. Lý Tiểu Uyển bĩu môi, hai người bình thường mà thôi, cần thiết sao? Lư Tuấn Phi, ánh mắt Ngô Bình tốt hơn chúng ta nhiều, đi theo con đường của cậu ta chắc chắn sẽ không sao. Lý Tiểu Uyển, người này lạnh nhạt với anh như vậy, hà tất phải quan tâm đến anh ta? Nói xong thì khẽ thở dài, anh ta đối xử với anh như thế cũng là đủ tình nghĩa rồi, đổi lại là anh sẽ không bỏ qua cho đối phương đâu. Được rồi, không nhắc mấy chuyện cũ này nữa, chúng ta đi kính rượu với hiệu trưởng. Không lâu sau, Đào Như Tuyết cũng đã đến. Hôm nay, Đào Như Tuyết rất xinh đẹp, cô ta mặc trang phục của Miêu gia, trông rất thanh tú. Cô ta vừa xuất hiện lập tức đã thu hút ánh mắt mọi người. Chương 2486 cô nói cho tôi nghe đi. Ngô Bình giới thiệu Mạc Hiên và Tống Bình An cho cô ta, hai người đều rất thận trọng. Phải biết rằng, Đào Như Tuyết năm đó là hoa khôi, là mỹ nữ hàng đầu. Đào Như Tuyết là một cô gái thông minh, nhìn ra được Ngô Bình xem trọng hai người họ, vì vậy đối xử với họ cũng rất khách sáo. Ngô Bình, Như Tuyết, nếu em không bận gì thì ở lại Vân Kinh chơi mấy ngày, đưa Mạc Hiên và đàn anh Tống đi dạo phố chơi đi. Tống Bình An vội nói, đàn em, tôi thì không đi đâu, tôi còn phải chuẩn bị nhập học ở Hoa Thanh. Ngô Bình cười nói, vậy cũng được, đợi đến khi tôi đi Thiên Kinh, lại liên lạc với đàn anh Tống. Tống Bình An này có chút thanh tĩnh, ngồi một lúc, anh ấy đã tạm biệt với Hồ Kiến Quốc, rời khỏi buổi tiệc. Sau khi chào hỏi với mấy người Hồ Kiến Quốc, Đào Như Tuyết lại đến nói chuyện với Ngô Bình, nhắc đến chuyện sản phẩm cho sức khỏe. Lúc trước Ngô Bình đã chuẩn bị hai lô sản phẩm dành cho sức khỏe, một loại tốt cho tim và não, lấy tên là nước uống huyết quản Khang Ninh,
một loại thì có hiệu quả dự phòng và chữa trị bệnh đau dạ dày, lấy tên là nước uống vi vị lạc thư. Vì hai loại thuốc này bởi thuộc sản phẩm chăm sóc sức khỏe, nên được tung ra thị trường khá nhanh, trước mặt đã bán trên thị trường hơn một tháng. Vì đã chi ra một khoản tiền lớn cho quảng cáo, và bản thân thuốc cũng có hiệu quả không tệ, nên lượng tiêu thụ của hai loại này rất tốt. Đến nay trên thị trường đã bán hơn 1.000 vạn hộp, doanh thu 1 tỷ rưỡi. Ước tính năm nay, doanh thu hai loại này sẽ bùng nổ lên 20 tỷ, lợi nhuận hơn 10 tỷ. Đào Như Tuyết, chúng tôi đã làm nghiên cứu, có không ít người tiêu dùng mua thuốc chăm sóc sức khỏe của chúng ta dùng như thuốc trị bệnh đau dạ dày mãn tính, trị bệnh tim mạch máu các thứ, hiệu quả không tệ. Ngô Bình nói, Như Tuyết, khi trở về em hãy lấy 1/3 của lô thuốc này phân phát miễn phí có người cần dùng, đặc biệt là những nhà có hoàn cảnh khó khăn. Thuốc được tặng, bên trên nhớ in hình của anh. Trên hộp thuốc, phải có giới thiệu của anh, nói là anh phát thuốc miễn phí cho mọi người, mong bọn họ sớm khỏi bệnh. Đào Như Tuyết cười nói, tại sao phải làm như vậy? Cô ấy biết Ngô Bình không phải người thích nổi tiếng, chắc chắn như vậy là có lý do. Ngô Bình cười nói, cách đây không lâu, anh phát hiện Tích Đức Hành Thiện sẽ nhận được sự cảm kích của người khác và nhận về được công đức cho mình. Đào Như Tuyết gật đầu nói, được rồi, về em sẽ lo vụ này. Mạc Hiên ngồi cạnh đó nghe hai người nói chuyện, sau đó không nhịn được chen lời, đúng là công đức rất quan trọng. Ngô Bình, Mạc Hiên, cô cũng biết công đức à? Mạc Hiên gãi đầu, tôi cũng không rõ lắm, nghe anh nói là đầu tôi tự nhảy ra ký ức có liên quan đến nó thôi. Ngô Bình vội nói, cô nói cho tôi nghe đi. Mạc Hiên gật đầu, công đức có thể tiêu diệt tai kiếp, ví dụ như khi lôi kiếp, sức mạnh công đức có thể hóa giải phần lớn lực sát thương của sấm sét. Hoặc giả dụ như khi tâm ma tung hoành, công đức có thể khống chế tâm ma. Nhất là giai đoạn hư tiên, công đức chính là loại thuốc cứu mạng tốt nhất, đến giai đoạn thần tiên thì công đức còn có thể chuyển hóa thành sức mạnh hiển linh, nói chung là rất tốt. Đào Như Tuyết vô cùng kinh ngạc, sau đó tò mò hỏi Mạc Hiên, Mạc Hiên, cô biết nhiều thế, cô cũng là người tu hành à? Mạc Hiên, không, tôi chỉ biết vậy thôi. Ngô Bình cười nói, quá đỉnh. Sau đó, anh nói với Đào Như Tuyết, không còn sớm nữa, hãy em dẫn Mạc Hiên đến trung tâm thương mại gần đây chơi rồi mua ít đồ trang điểm gì đó đi. Chương 2487 Ngô Bình, tôi thấy không được quen cho lắm. Đào Như Tuyết đồng ý ngay, vâng, em có nhiều thẻ hội viên lắm, không thể lãng phí được. Mạc Hiên, chúng ta đi thôi. Phụ nữ sẽ dễ trò chuyện với nhau hơn, Mạc Hiên nhanh chóng có thiện cảm với Đào Như Tuyết, sau đó cả hai cùng nhau đi dạo phố. Ngô Bình lại đi tới cạnh Hồ Kiến Quốc rồi nói, ông Hồ, ông có thể nói qua cho tôi biết về người mà ông bảo tôi tìm không? Hồ Kiến Quốc trầm mặc một lát rồi nói, đó là Trung Ly Quyền sư phụ của tôi. Cơ thể của người bị người ta chém thành nhiều mảnh, chỉ có chân linh thoát ra ngoài rồi xuống nhân gian. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, sư phụ ông bị người ta chém ư? Ai thế? Hồ Kiến Quốc, người đó là một giáo chủ có thực lực rất mạnh, cậu không nên biết thì hơn. Ngô Bình, ông Hồ, ông có cách nào dẫn tôi đến tiên giới tham quan được không? Hồ Kiến Quốc nhìn anh rồi nói, nếu cậu muốn tu hành ổn định thì tốt nhất hãy ở lại đây, hoặc tu hành ở Đại Lục Hồng Hoang. Ngô Bình, tại sao? Hồ Kiến Quốc, tôi không nói rõ được, nhưng kinh nghiệm của rất nhiều người tu hành đã chứng minh quan điểm của tôi là đúng. Ngô Bình, được rồi. Hồ Kiến Quốc, linh khí phục hồi. Nhiều nhân vật lớn sẽ xuất hiện dưới nhân gian nên cậu phải cẩn thận đấy, đừng ỷ mình có tư chất phi phàm rồi không coi ai ra gì. Tôi nói cho cậu hay, người giết được cậu nhiều lắm, cho nên đừng có lơ là. Ngô Bình thoáng lo lắng, đây là lời nhắc nhở của chân tiên nên anh phải nhớ kỹ, ông Hồ, các nhân vật lớn đó tại sao lại xuống nhân gian? Hồ Kiến Quốc, muốn biết thì để tôi nói cho mà nghe, sau khi linh khí phù hồi, nơi này sẽ lại trở thành thánh địa cho người tu hành. Vận khí tích tụ, động thiên xuất hiện, thiên tài nổi lên. Vì thế, rất nhiều người của tiên giới đều muốn đến đây tìm kiếm cơ duyên, hy vọng gặp may. Ngô Bình, tôi nghe nói thế lực của tiên giới cũng có nhanh ở hạ giới. Hồ Kiến Quốc, đương nhiên, họ tính hết rồi. Ví dụ như Mạc Hiên, Tống Bình An, họ đã đầu thai đến đây từ 20 năm trước rồi, mà có nhiều người giống họ lắm. Nói đến đây, Hồ Kiến Quốc thở dài, cậu cũng giống Mạc Hiên và Tống Bình An. Đều đang ganh đua ở đây, ai sẽ là người cười đến cuối cùng thì vẫn phải chờ tiếp. Hồ Kiến Quốc mỉm cười rồi nói tiếp,
Tôi già rồi nên thi thoảng mệt bất chợt, tôi đi trước đây. Hồ Kiến Quốc đi rồi, Ngô Bình cũng không muốn ở lại đây nữa nên anh chào tạm biệt mọi người rồi đi tìm Mạc Hiên và Đào Như Tuyết. Lúc này, Đào Như Tuyết đang chọn quần áo và đồ trang điểm cho Mạc Hiên. Khi Ngô Bình nhìn thấy Mạc Hiên thì cô ấy đã uốn tóc và đổi sang một bộ quần áo hợp thời trang, ngoài ra còn trang điểm. Hình tượng và khí chất của cô ấy lập tức tăng vọt, trở thành một người đẹp thành thị. Chương 2488 không, tôi thích ở với cô hơn anh ấy nhiều. Sau đó, cô ấy nói với Ngô Bình, tối nay, em ở cùng Mạc Hiên nhé. Ngô Bình, thế đến phố Lệ Thủy đi, ở đó còn phòng trống. Mạc Hiên, Như Tuyết, tôi không làm ảnh hưởng đến hai người chứ. Đào Như Tuyết cười nói, không, tôi thích ở với cô hơn anh ấy nhiều. Ngô Bình lườm mắt, nhưng anh biết Đào Như Tuyết đang nghĩ cho mình, như vậy thì cô ấy sẽ dễ trở thành bạn thân của Mạc Hiên hơn. Về phố Lệ Thủy rồi, Đào Như Tuyết và Mạc Hiên đi thẳng vào phòng nói chuyện luôn. Ngô Bình thì sang phòng sách ngồi tu luyện, anh lấy một viên đan dược lấy được ở kho báu nhân vương ra rồi uống. Đan dược này có thể nâng cao huyết mạch của anh. Uống đan dược xong, Ngô Bình tiếp tục tu luyện phương pháp hít thở nhân vương do mình sáng tạo ra. Trong lúc đó, cơ thể và kiếm hồn của anh cũng đang dần mạnh lên. Đến gần sáng, Ngô Bình mới ngừng tu luyện, sau đó chuyển sang tu luyện công pháp của Tiên Điện Thiên Võ. Anh tu luyện Lưu Tinh Quyền và Manh Vương Công, anh đã tu luyện đến cửu phẩm cấp 10 rồi, giờ phải tiến bộ thêm một bước nữa. Ban đầu, anh chọn hai công pháp này vì chúng khó nhất, uy lực cũng mạnh nhất. Cho nên giờ anh không còn nhiều sự lựa chọn nữa, võ kỹ tương ứng với Lưu Tinh Quyền là Phá Thiên Tam Quyền. Phá Thiên Tam Quyền cũng là tuyệt kỹ, chiêu thức tuy đơn giản nhưng uy lực rất mạnh, so ra còn hơn cả Lưu Tinh Quyền. Sau Man Vương Công thì anh phải tu luyện công pháp có tên Hôn Nguyên Thiên Công. Công pháp này nối tiếp Man Vương Công, khó luyện nhất trong các công pháp, đương nhiên uy lực cũng khỏi phải bàn cãi. Trong lịch sử của Tiện Điện Thiên Võ, có không ít thiên tài xuất sắc đã thất bại khi tu luyện Hôn Nguyên Thiên Công, vì thế công pháp này cũng trở thành điểm khúc mắc của các thiên tài. Đến nay, còn chưa quá 10 người tu luyện được Hỗn Nguyên Thiên Công. Công pháp này khó là bởi bước chuyển tiếp của nó là công pháp còn khó và mạnh mẽ hơn là Âm Dương Tạo Hóa Công. Đến nay mới chỉ có 5 người tu luyện được đến công pháp này thôi. Đương nhiên Ngô Bình biết mức độ khó của nó, nên anh suy xét một lát rồi lấy Hỗn Thiên Nghi ra, chuẩn bị kiểm tra xem Hỗn Nguyên Thiên Công ở cấp bậc nào. Anh điều chỉnh lại công pháp trong đầu, sau đó thuật lại cho Hỗn Thiên Nghi. Ngay sau đó, Hỗn Thiên Nghi đã rung lên rồi xuất hiện một hàng chữ. Công pháp cấp thiên bậc 3, nhiều thiếu sót, lực sát thương 14.000 điểm. Nếu được hoàn thiện thì công pháp sẽ đạt đến cấp thiên bậc 5 hoặc cấp thiên bậc sau và là công pháp cấp sử thi. Ngô Bình tròn mắt lẩm bẩm, bảo sao tu luyện Hỗn Nguyên Thiên Quân lại khó thế, ra là vì nó có chỗ thiếu sót. Chương 2489 chẳng ra gì cả. Không lâu sau, đã có rất nhiều người nhảy ra nói tôi. Người khác nói tôi, anh Lý ra giá đi. Ngô Bình, đây là đan dược nhị phẩm nên 5.000 tiền báu nhé. Người đó nói ngay, tôi lấy luôn. Ngô Bình lập tức thêm người đó vào danh sách bạn thân, sau đó chuyển đan dược qua. Một lát sau, anh đã nhận được 5.000 tiền báu. Như vậy thì anh đã có hơn 20.000 tiền báu, đủ để Hỗn Thiên Nghi nâng cấp Hỗn Nguyên Thiên Công lên thành công pháp cấp sử thi rồi. Nhận được tiền báu xong là Hỗn Thiên Nghi hoạt động ngay, mãi đến khi trời sáng thì nó mới dừng lại. Một Hỗn Nguyên Thiên Công mới cấp sử thi, lực sát thương đạt đến 130.000 điểm đã ra lò. Tuy công pháp mới này mạnh hơn, nhưng khi tu luyện lại dễ hơn công pháp cũ, vì công pháp cũ bị sai, trong khi công pháp này đã được sửa đổi lại. Không còn sớm nữa nên Ngô Bình đi gọi Đào Như Tuyết rồi cả ba cùng nhau ăn sáng, sau đó đi chơi, Ngô Bình làm tài xế cho hai cô gái. Sau khi đi chơi một ngày, em đã hoàn toàn yên tâm về Đào Như Tuyết và Ngô Bình, đồng thời cũng thả lỏng hơn. Buổi chiều, Đào Như Tuyết nhân cơ hội đó mời em đến Biên Nam chơi, cô ấy vui vẻ đồng ý ngay. Tiễn hai cô gái lên máy bay xong, Ngô Bình thở phào một hơi, coi như xong nhiệm vụ rồi. Hôm nay, anh đã hẹn gặp Lữ Tổ nên phải về nhà ngay. Sau khi về nhà, Ngô Bình thấy bố mình đang ngồi nói chuyện với một đạo sĩ trung niên. Đạo sĩ này có cốt cách thần tiên, mặt như ngọc, môi đỏ mắt phượng, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, thoạt nhìn có khí chất bất phàm.
Ngô Bình biết đây chính là Lữ Tổ Lữ Thuần Dương nên lập tức hành lễ, tham kiến tiền bối. Lữ Tổ nhìn anh rồi cười nói, ừ, tôi chờ cậu lâu rồi đấy. Lý Niệm Tổ cười nói, Tiểu Bình, bố đã bái sư rồi, con mau chào sư tổ đi. Ngô Bình tròn mắt nói, bố nhận tiền bối làm sư phụ rồi ạ. Lý Niệm Tổ, ừ, sư phụ bảo bố có cốt cách tốt nên muốn truyền tiên pháp vô thượng cho bố. Lữ Tổ cười nói, chàng trai, không ngờ bố cậu lại là linh minh thánh thể đấy, hơn nữa còn có huyết mạch thần vương. Tôi thấy ưng nên muốn nhận ông ấy làm đệ tử. Ngô Bình đành chắp tay chào, chào sư tổ ạ. Lữ Thuần Dương nói, nơi này được đấy, phong thủy do cậu sắp đặt đấy à. Ngô Bình thầm thấy đắc ý đáp, thưa sư tổ, người thấy sao ạ? Lữ Thuần Dương nhận xét, chẳng ra gì cả. Ngô Bình ngạc nhiên nói, sư tổ, gì đến mức ấy ạ? Thế thất tinh Long Vương do một bậc thầy phong thủy tạo ra đấy ạ. Lữ Thuần Dương, trước khi đến đây, tôi đã nói sẽ tặng cho cậu một vận may đúng không? Thế này đi, tôi sẽ giúp cậu sửa lại thế thất tinh Long Vương này thành thế phương thiên long. Thế thất tinh Long Vương của cậu chỉ có thể ảnh hưởng đến phong thủy tổng phạm vi 500 cây số quanh đây thôi. Còn thế phương thiên long của tôi có thể tăng vận may phong thủy lên phạm vi cả nghìn cây số, hơn nữa còn giúp ích cho nhà cậu. Ngô Bình sáng mắt lên nói, vâng, phiền sư tổ ạ. Chương 2490, kệ cho họ đố kỵ. Lữ Thuần Dương, làm trò này gây động tĩnh hơi lớn nên để tối rồi làm. Thấy đã đến giờ cơm, Ngô Bình bảo Lina chuẩn bị đồ ăn, sau đó lấy rượu tiên ngon nhất ra để mời Lữ Thuần Dương. Khi mọi người ăn uống no say xong thì trời cũng tối, Lữ Thuần Dương nói, bố cậu phải đi theo tôi một thời gian. Ngô Bình, khoảng bao lâu ạ? Lữ Thuần Dương, nhanh thì nửa năm, chậm thì vài năm, cái này còn phải xem tốc độ tu hành của ông ấy thế nào. Ngô Bình trầm mặc rồi nói, vâng. Lữ Thuần Dương đứng dậy rồi cười nói, chàng trai, tạm biệt nhé. Lữ Thuần Dương phất ống tay áo, sau đó cùng Lý Niệm Tổ bay đi. Ngay sau đó, bầu trời chợt nổi gió lớn, sấm chớp đúng đoàng. Ngô Bình cảm thấy đất rung núi chuyển, các tiếng động lớn vang lên. Anh biết là Lữ Thuần Dương đang sửa lại thế phong thủy thành thế phương thiên long. Khoảng một tiếng sau, mưa ngừng gió dứt, Ngô Bình bay lên cao quan sát thì thấy có thêm các dạng núi lớn. Chúng như xuất hiện trên không trung, thậm chí khí mạch ở dưới cũng đã được sửa đổi thành thế trận. Có thể thấy nhà anh đã trở thành trung tâm trọng yếu của đại trận, linh khí, chính khí thậm chí khí vận của đất trời đều tập trung hết về đây. Không lâu sau, xung quanh có tiên khí lượn quanh, sương mù bay lên. Ngô Bình vừa ngạc nhiên vừa cảm thán, đúng là chân tiên có khác. Anh quay về vườn hoa thì thấy cây hòe đang lắc lẽ, sau đó hân hoan hấp thu linh khí. Các linh dược và nhân sâm mà anh trồng cũng ngày càng mơn mởn hơn. Lúc này, Thanh Tuyết đi ra rồi nói, không ngờ cậu lại quen Lữ Thuần Dương. Ngô Bình, cô cũng biết ông ấy à? Thanh Tuyết, năm xưa, ông ấy là một nhân vật phong vân, có ai không biết chứ? Ông ấy đã thay đổi thế phong thủy ở đây, tốt thì tốt thật, nhưng dễ bị người khác ganh ghét lắm. Ngô Bình biết rõ điều đó, thế phong thủy như này sẽ khiến những ai hiểu về nó vô cùng ngưỡng mộ. Anh nói, kệ cho họ đố kỵ. Thanh Tuyết, thế phong thủy này giờ chưa là gì, chờ linh khí phục hồi thật sự thì nơi này của anh sẽ thành động thiên, kiểu gì cũng có người đến tranh giành. Ngô Bình, với thế lực của kiếm phái Thục Sơn, chắc không nhiều người dám đến đâu. Thanh Tuyết, nói chung vẫn phải cẩn thận. À, tôi đến để hỏi anh về đan dược đây. Đan dược mà cô ta nói đều là loại chuẩn bị cho Anogura và Yozakura Tama, hai cô gái tu luyện tiến bộ thần tốc nên cần khá nhiều đan dược. May là các đan dược này không khó luyện chế, Ngô Bình làm một loáng là xong nên đưa cho Thanh Tuyết luôn. Sau đó, anh hít thở để hấp thu linh khí của đất trời. Chương 2491 chỗ nào của Côn Luân. Khi Ngô Bình đến thì thấy Lý Mai dẫn các chuyên gia công trình kiểm tra và hoạch định ở đây. Lý Mai đang nói chuyện với họ thì nghe thấy tiếng của Ngô Bình ở phía sau, làm đường trước đã. Hai người đang nói chuyện thì có một tấm bia to đùng rơi từ trên trời xuống. Tấm bia này cao cả trăm mét, rộng mấy chục mét, nặng như một ngọn núi nhỏ. Ngô Bình có thể đọc được chữ trên bia, đó là địa bàn của Nam Cung Thị. Anh biến sắc mặt rồi cười lạnh nói, nhà Nam Cung này phách lối quá nhỉ. Lý Mai ngạc nhiên nhìn tấm bia bằng kim loại trên đỉnh núi rồi hỏi, cái gì thế anh?
Các công nhân cũng giật bắn mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngô Bình híp mắt lại, sau đó tung một chưởng lên không trung, anh sử dụng ý nghĩa ly đoạn của ý nghĩa chân võ. Ngay sau đó, một chưởng ấn bay lên, ban đầu chỉ có kích thước bình thường, nhưng sau đó thì ngày càng to hơn, cuối cùng đã hóa thành một chưởng ấn khổng lồ có đường kính mấy chục mét rồi đập mạnh vào tấm bia kim loại kia. Quỳnh! Tấm bia lập tức vỡ tan, sau đó biến thành các mảnh kim loại nhỏ rồi bay tứ tung. To gan! Đột nhiên có một tiếng quát như tiếng sấm vang lên, sau đó có một bóng người cao lớn màu đỏ xuất hiện. Đó là một người đàn ông trung niên mặc áo bào màu tím, mái tóc cùng màu áo, đôi mắt phát sáng nhìn Ngô Bình. Ngô Bình tức giận nói, một chân quân thần hóa còn con mà dám hống hách trước mặt tôi ư. Biến! Anh tung một quyền tới, đây là quyền ấn ngưng tụ pháp lực. Người mặc áo bào tím hừ lạnh một tiếng, sau đó di chuyển ra xa cách cả nghìn mét. Đúng lúc này, có một cái lỗ hình tròn đen kịt xuất hiện trước mặt Ngô Bình, anh tung ngay một quyền vào đó. Ngay sau đó, phía sau người mặc áo tím cũng xuất hiện một lỗ hổng tương tự, quyền pháp của Ngô Bình đánh từ bên trong ra. Khi người mặc áo tím phát hiện ra thì đã muộn và hứng chọn một quyền của Ngô Bình. Ông ta hét lên đau đớn, sau đó bị đánh bay ra xa rồi đập mạnh vào đống đá. Ngô Bình nhảy lên rồi đạp mạnh xuống người ông ta, các tảng đá xung quanh vỡ nát, bụi bay mù mịt. Chỉ thấy phần ngực của vị chân quân thần hóa kia đã lún xuống, may mà Ngô Bình không muốn giết người, không thì người ông ta đã nát bét rồi. Báo tên họ ngay, Ngô Bình lạnh giọng nói với vẻ đầy sát khí. Nhân vương mà nổi giận thì cực kỳ đáng sợ, một chân quân nhỏ bé sao có thể chịu nổi. Người đàn ông mặc áo tím lập tức trợn mắt há miệng, sợ tái mặt. Ông ta run giọng đáp, tôi là Nam Cung Chính Bình, tu sĩ của Côn Luân. Ngô Bình hỏi, chỗ nào của Côn Luân? Chương 2492 môn phái. Trần Đạo Huyền từng nhận xét về gia tộc Nam Cung này là thâm sâu khó lường. Nam Cung Chính Bình nói, tôi thật sự không biết nơi này là địa bàn của kiếm phái Thục Sơn, nếu biết thì tôi nào dám đặt bia. Ngô Bình nhìn ông ta chằm chằm rồi hỏi, nói đi, sao ông lại nhắm đến nơi này? Nam Cung Chính Bình đảo mắt nói, nhà Nam Cung có một bộ cổ tịch, trong đó có viết nơi này là biên giới của Tam Hoàng Giới. Tam Hoàng Giới, Ngô Bình sáng mắt lên hỏi, đó là nơi nào? Nam Cung Chính Bình, Tam Hoàng Giới có di tích của Tam Hoàng Thượng Cổ, nghe nói có đạo thống Tam Hoàng. Ngô Bình, nếu có di tích ấy thì chắc cũng bị người khác tới điều tra rồi. Nam Cung Chính Bình, tôi nghe các tiền bối bảo đạo thống Tam Hoàng có yêu cầu rất cao với người truyền thừa, từ xưa đến nay chưa từng có ai được công nhận, chính vì thế nên đạo thống vẫn còn. Ngô Bình nhấc chan lên. Bấy giờ Nam Cung Chính Bình mới ngồi dậy được, nhưng ông ta đã bị thương nặng và không ngừng hộc máu. Nhà Nam Cung của các người luôn rất thần bí, lần này lại thay đổi phong cách rồi xuất hiện ở đây ư, Ngô Bình lạnh giọng hỏi. Nam Cung Chính Bình, linh khí sắp phục hồi rồi, tuy nhà chúng tôi không phải thế lực lớn gì, nhưng cũng muốn chuẩn bị trước. Ngô Bình, tại sao nơi các người ở lại có tên là Thánh Khư? Nam Cung Chính Bình, Thánh Khư là nơi mà các vị thánh nằm xuống. Có khá nhiều mộ của Đại Thánh Thượng Cổ ở đây. Nhưng nơi đó rất nguy hiểm, nhà chúng tôi cũng không dám đặt chân tới. Ngô Bình, nếu Thánh Khư nguy hiểm như vậy thì tại sao nhà ông vẫn bám chặt lấy, mà không chuyển đến nơi khác? Nam Cung Chính Bình, tuy Thánh Khư nguy hiểm nhưng cũng dễ sống, nơi đó có thể áp chế tu vi của tất cả các cao thủ. Nếu gia tộc chúng tôi bị cường giả tới tấn công thì sẽ trốn vào đó. Nhiều năm qua, gia tộc chúng tôi đã thăm dò được tình hình trong Thánh Khư rồi nên sẽ không nguy hiểm đến tính mạng được. Chính nhờ được Thánh Khư bảo vệ nên gia tộc Nam Cung mới truyền thừa đến tận hôm nay. Ngô Bình, khi nào rảnh, tôi phải đến đó một chuyến mới được. Nam Cung Chính Bình mừng thầm, vì ông ta nghĩ Ngô Bình mà đến đó thì chết là cái chắc. Ông ta nói, nếu cậu đến thì tôi sẽ dẫn đường cho. Ngô Bình, nơi này thuộc về kiếm phái Thục Sơn, ông đã biết chưa? Vâng, tôi rõ rồi, Nam Cung Chính Bình vội đáp. Ngô Bình, ông đi được rồi đấy. Nam Cung Chính Bình vội vàng đứng dậy rồi đi ngay, loáng cái đã không thấy đâu nữa. Ngô Bình quay lại cạnh Lý Mai, cô ấy hỏi, Huyền Bình, ai thế anh? Anh kể lại mọi chuyện, Lý Mai lo lắng nói, nếu nhà Nam Cung lan tin này ra thì e sẽ có các thế lực khác đến đây tiếp. Ngô Bình, vì thế, chúng ta phải xây dựng cổng môn phái trước để tránh phiền phức.
Chương 2493 tối anh lại đến, giờ phải đi có việc đây. Anh lo cách làm của mình quá kinh hãi nên đành phải chờ đến tối. Anh đi quanh một vòng rồi chọn được một ngọn núi, sau đó nói với Lý Mai, hãy xây một miếu Lữ Tiên ở đây để thờ Lữ Tổ. Lý Mai khó hiểu hỏi, Huyền Bình, tại sao phải làm thế? Ngô Bình, Lữ Tổ là sư tổ của anh xây miếu cho ông ấy cũng là chuyện bình thường. Và lại, anh không chỉ xây ở đây đâu, mà sẽ xây miếu Lữ Tiên ở các quốc gia cơ. Lý Mai ngạc nhiên nói, bác trai là đệ tử của Lữ Tổ ư? Ngô Bình cười nói, ừ, anh quên chưa nói với em. Lý Mai cảm thán, cứ như mơ vậy, ai ngờ bác trai lại là đệ tử của thần tiên chứ? Ngô Bình chỉnh lại lời của cô ấy, không phải thần tiên, mà là chân tiên. Lý Mai cười hỏi, có gì khác nhau nào? Ngô Bình, khác nhiều đấy, thần tiên như quan chức cấp tỉnh, còn chân tiên thì là cấp quốc gia. Lý Mai nói, ờ, thế thì chân tiên mạnh hơn thần tiên rồi. Ngô Bình, nói vậy cũng đúng. Anh quan sát xung quanh rồi nói, mảnh đất này rộng quá, anh sẽ cho vài người đến trông coi. Vì thế, anh lập tức gọi điện cho ai đó. Sau đó, anh nói, tối anh lại đến, giờ phải đi có việc đây. Lý Mai, ừm, em chờ anh. Ngô Bình bay đi, tiến tới nơi luyện ma. Giờ anh đã có đan dược nên có thể vào đó rồi cứu nhiều ma nhân hơn. Tu vi của họ đều không thấp, sau khi hồi phục sẽ giúp anh trông coi ngọn núi hoang kia. Lần này đến gia tộc đệ nhất, Ngô Bình đi thẳng đến nơi luyện ma. Anh đã có kinh nghiệm hơn lần trước, nên vào trong một cái là đi tìm ma quân kia luôn. Nơi luyện ma này có hơn 300.000 ma nhân, trong số đó không thiếu chân nhân, chân quân hay thậm chí là cường giả tiên quân. Nếu Ngô Bình có thể thu phục được họ thì anh sẽ gây dựng được thực lực rất lớn. Ngay khi đi vào địa bàn của ma nhân, Ngô Bình lập tức bị một tốp ma nhân bao vây. Chúng có tu vi không cao, hầu hết ở cảnh giới nhân tiên. Anh lập tức niệm đại phản thiền âm, các ma nhân ở xung quanh lập tức đau đớn ôm đầu. Họ đã bị tẩu hỏa nhập ma quá nặng nên đại phản thiền âm của Ngô Bình chỉ có thể áp chế được họ, chứ không thể chuyển hóa họ được. Muốn những người này bình thường trở lại thì cần phải cho họ uống hóa ma đan. Nhưng hiện giờ, số lượng hóa ma đan của Ngô Bình có hạn, anh phải ưu tiên cho những người có tu vi cao uống để dẫn họ rời khỏi đây trước. Ngày càng có nhiều ma nhân xuất hiện, nhưng vừa lại gần Ngô Bình, đã bị đại phản thiền âm áp chế nên buộc phải lùi lại. Anh đi thêm một lát thì nhìn thấy một ngọn núi lớn, ở đây có rất nhiều các hang núi, có người thò đầu từ bên trong ra, tất cả đều là ma nhân ở đây. Đột nhiên có một người sống bình thường xuất hiện tại nơi ở của ma nhân, chúng đồng loạt ùa ra rồi bao vây Ngô Bình. Chương 2494 anh chính là ma quân ở đây hả? Ngô Bình vẫn bình thản như không, anh lấy đèn thần ra, sau đó chiếu tịnh thế thần quang xung quanh, đám ma nhân gào thét đau đớn rồi chạy mất dạng. Ngô Bình ngưng tụ pháp lực thành một bàn tay lớn, sau đó chộp bắt lấy một ma nhân có tu vi cảnh giới chân nhân. Ma nhân liều mạng vùng vẫy và gào thét. Nhưng không thể làm gì được. Ngô Bình bóp miệng nó rồi nét một viên hóa ma đan vào. Ngay sau đó, ma nhân lăn lộn dưới đất trong cơn đau đớn, vảy đen trên người nó bắt đầu rụng xuống, răng nhọn và móng vuốt cũng biến mất, không ngừng có ma khí màu đen bốc ra từ mi tâm rồi bay lên cao. Ngô Bình quan sát thì thấy khoảng 10 phút sau là ma nhân ấy trở lại dáng vẻ của con người, nhưng bên ngoài cơ thể chi chít vết thương. Người đó đảo mắt nhìn quanh rồi thốt lên với vẻ hoảng sợ, tôi đã bị nhập ma ư. Ngô Bình nói, ban nãy, anh cũng như họ đấy, là tôi đã cứu anh. Giờ anh có hai sự lựa chọn, một là rời khỏi đây với tôi và làm thuộc hạ cho tôi. Hai là tự rời khỏi đây. Người này chưa già lắm, thoạt nhìn khoảng 3, 40 tuổi, anh ta thở dài nói, tôi vẫn còn ký ức lúc bị nhập ma, tôi đã sống ở đây mấy trăm năm rồi, chắc người nhà ở bên ngoài đã mất cả. Hơn nữa. Giờ tôi cũng không thông thuộc với thế giới bên ngoài. Anh ta đứng dậy rồi cúi chào Ngô Bình, thuộc hạ đồng ý đi theo cậu chủ. Ngô Bình gật đầu, tốt, anh hồi sức trước đi. Anh ném cho anh ta hai viên nhân nguyên đan để anh ta khôi phục nguyên khí, sau đó anh lại bắt thêm ma nhân có tu vi chân nhân thứ hai. Cứ thế, vài phút Ngô Bình lại bắt một ma nhân rồi ép nó uống hóa ma đan. Vài tiếng sau, đã có thêm 12 chân nhân và 3 chân quân đứng cạnh anh. Lúc anh định bắt ma nhân tiếp thì có một bóng người khổng lồ xuất hiện, đây là một ma nhân rất mạnh, dáng người cao gần 3 mét,
quanh người toàn vảy màu đen có ma vân, đôi mắt màu vàng của hắn đang nhìn chằm chằm vào Ngô Bình. Ngô Bình nói, anh chính là ma quân ở đây hả? Ma nhân cao lớn lạnh giọng nói, to gan, dám bắt thuộc hạ của tôi. Ngô Bình, các anh bị tẩu hỏa nhập ma rồi, tôi đến cứu các anh mà, mọi người phải cảm ơn tôi mới đúng. Ngông cuồng, ma nhân cao lớn vung tay lên, vô vàn ma binh lập tức xuất hiện. Để được trở thành ma binh thì nhất định phải là ma nhân có thực lực khá trở lên. Các ma binh này có thể kết thành chiến trận, lực sát thương thì khỏi phải bàn. Ngô Bình thấy các ma binh này bày binh bố trận có trật tự thì biết chúng không dễ đối phó, anh dậm chân một cái rồi biến mất luôn. Ngay sau đó, tay anh thò từ dưới đất lên rồi tóm chân của ma quân kia. Mặt đất lập tức mềm nhũn, ma quân bị kéo xuống lòng đất ngay. Các ma binh ở trên mặt đất không thể giúp gì được, chỉ biết gào rít trong lo lắng. Sau khi Ngô Bình kéo ma quân xuống lòng đất, anh lập tức thi triển ý nghĩa võ đạo. Quỳnh! Anh tung liên tiếp ba quyền vào ma quân, khiến hắn hét lên đau đớn, vì cảm thấy xương cốt trong người gãy vụn, lục phủ ngũ tạng cũng bị thương nặng. Ma quân hành động kém linh hoạt hơn vì ở dưới lòng đất nên lại bị Ngô Bình tẩn cho tiếp, cứ thế đã bị thương khắp mình mẩy. Chương 2495 thuộc hạ đồng ý. Ma quân này ít cũng có thực lực tiên quân cảnh giới âm dương, tiếc là gặp phải Ngô Bình thì vẫn ra bã. 5 phút sau, ma quân bị Ngô Bình bóp miệng rồi nhét một viên hóa ma đan vào. Uống đan dược xong, ma quân lập tức kêu gào trong đau đớn. Vảy trên người hắn rụng xuống. Răng nhọn và móng vuốt biến mất, ma khí trên người cũng bay hết ra ngoài. Nửa tiếng sau, ma quân này đã trở lại dáng vẻ của một tu sĩ trẻ tuổi. Thoạt nhìn anh ta chỉ ngoài 20 tuổi, tướng mạo khá điển trai. Ngô Bình đỡ anh ta dậy rồi nói, anh còn nhớ chuyện khi trước không? Người này ngồi nhớ lại một lát rồi quỳ lại Ngô Bình, cảm ơn cậu đã cứu mạng. Ngô Bình hỏi, anh tên là gì? Là người ở đâu? Người đàn ông, tôi là Lệnh Hồ Kiếm, chỉ là tán tu thôi. Ngô Bình, Lệnh Hồ Kiếm, khi anh đến đây thì là thời đại nào? Lệnh Hồ Kiếm, Đông Tấn. Ngô Bình gật đầu, thế thì giờ anh không còn nhà để về nữa đâu, anh có muốn đi theo tôi không? Lệnh Hồ Kiếm, thuộc hạ đồng ý. Ngô Bình, hóa ma đan của tôi không còn nhiều nữa, chúng ta rời khỏi đây thôi. Vì thế, anh dẫn 12 chân nhân. Ba chân quân và Lệnh Hồ Kiếm rời khỏi nơi luyện ma, sau đó về ra mình ở khu mới. Những người mới đến này có tu vi cao hơn 13 ma nhân mà trước kia Ngô Bình từng dùng đại phản thiền âm độ hóa. Ngô Bình bảo Hoàng tử Cường chuẩn bị quần áo hiện đại cho họ thay, nếu ai bị thương thì Ngô Bình sẽ điều trị cho. Loáng cái, bọn họ đã ngồi yên vị trong nhà, tất cả đều chưa quen thuộc lắm với cuộc sống hiện đại. Ngô Bình pha trà rồi nói, thưa các vị. Bây giờ tôi sẽ chính thức giới thiệu về mình. Tôi là Lý Huyền Bình, tên thường gọi là Ngô Bình, tôi là thiếu trưởng môn của kiếm phái Thục Sơn. Sư tổ của tôi là chân tiên Lữ Thuần Dương. Ngoài ra, tôi còn là truyền nhân của điện tiên Thiên Võ và tiên vực Vĩnh Hằng. Ngô Bình kể hết danh hiệu của mình ra, dù những người ở đây tới từ các thời kỳ khác nhau, nhưng những ai sống trên nghìn tuổi rồi vẫn phải chấn động. Vì dù đến từ thời đại nào thì họ cũng đều biết kiếm phái Thục Sơn và điện tiên Thiên Võ cùng tiên vực Vĩnh Hằng, ngoài ra còn cả chân tiên nữa. Ngô Bình, tại sao ngày xưa, mọi người lại vào nơi luyện ma? Một chân nhân cảnh giới linh biến đáp, cậu chủ, thuộc hạ là Giang Nguyên Hạc người thời Đường. Năm xưa, thuộc hạ tu luyện bị nhập ma, thấy không khắc chế được nữa nên bị đày đến nơi luyện ma. Đến đó rồi, một là tự hồi phục, hai là chết, nhưng khả năng hồi phục thì cực thấp. Lệnh Hồ Kiếm nói, hầu hết chúng thuộc hạ đều đến đó vì thế. Nơi luyện ma này do Quỷ Cốc Tử xây dựng vào thời Tây Hán, chuyên dùng để giam giữ những người bị nhập ma. Ngô Bình gật đầu, giờ mọi người đã bình thường trở lại rồi, tuy đã sống nhiều năm ở đó, nhưng những trải nghiệm ấy cũng không phải điều gì xấu. Mọi người đã trải qua cảm giác bị ma tâm khống chế, cơ thể cũng được rèn luyện trong lúc hóa ma. Sau này, tôi sẽ chỉ dẫn cho mọi người tu hành, giúp mọi người tiến bộ nhanh hơn. Mọi người đồng thanh nói cảm ơn, thân phận của Ngô Bình cao quý hơn họ, bối cảnh cũng thâm sâu hơn, đi theo anh thì chắc chắn tiền đồ của họ sẽ tươi sáng. Chương 2496 không ngờ mày lại ra đời nhanh thế. Trước đó, mọi người đều tu luyện các công pháp khác nhau, có công pháp cấp thấp nhưng cũng có công pháp cấp khá cao. Ngô Bình bảo họ đổi hết sang luyện Thiên Địa Huyền Hoàng Quyết,
sau đó truyền thụ cho họ phương pháp hít thở cao cấp. Đột nhiên có thêm nhiều người ở trong nhà, Ngô Bình vừa phải chữa bệnh, vừa phải luyện đan nên bận tối mắt tối mũi. Hơn nữa, tính cách của những người kia cũng khác nhau, anh cần phải quan sát kỹ xem nên giữ ai lại hoặc đuổi đi. Đến tối, anh bay lên ngọn núi hoang, sau đó chọn một tảng đá hoàn chỉnh cao cả trăm để làm cổng môn phái, sau đó khắc tên kiếm phái Thục Sơn lên đó. Có cái cổng này ở đây rồi thì các thế lực khác sẽ không dám bén bảng tới, như vậy thì anh cũng bớt phiền phức. Xong xuôi, anh cùng Lý Mai về nhà. Lý Mai bận rộn cả ngày nên về một cái là đi tắm ngay, sau đó ăn uống qua loa rồi chạy luôn về phòng đi ngủ. Ngô Bình cho cô ấy uống một viên sinh mệnh đan, sau đó massage cho cô ấy thêm một lúc, Lý Mai lập tức thấy phấn chấn hơn, mọi mệt mỏi đều đã tan biến. Đêm khuya thanh vắng, Ngô Bình tiếp tục luyện hóa ma đan, đan dược này có thể xóa bỏ ma niệm nên anh quyết định sẽ luyện chế số lượng lớn, một là để tiếp tục cứu những người ở nơi luyện ma, hai là anh cũng cần đến chùa Đại Thiền một chuyến, vì ở đó cũng có nhiều tăng nhân cần anh giúp. Luyện đan là một việc rất tốn sức, đến sáng sớm, Ngô Bình đã luyện chế thêm được 20 viên hóa ma đan, sau đó anh mệt rã rời nên uống vài viên đan dược rồi đi ngủ. Đúng lúc này, anh cảm thấy có một luồng khí tức rất mạnh truyền đến từ phía đông hồ. Anh lập tức mở mắt, mặc đồ rồi lao ra khỏi phòng. Anh bay lên cao thì thấy đông hồ đã bị sương mù che phủ, dưới màn sương ấy, Lý Dư vừa hoàn thành lần lột xác thứ ba. Thuồng luồng có 5 lần lột xác, sau đó sẽ hóa rồng. Đây đã là lần lột xác thứ ba của Lý Dư rồi, hiện giờ khí tức của nó đã mạnh hơn, không thua gì Bạch Giao. Đột nhiên có hai bóng người một đen một trắng bay từ dưới nước lên, sau đó chào Ngô Bình, chủ nhân. Ngô Bình nhìn thì thấy người mặc đồ trắng là một cô gái 17 tuổi xinh đẹp, dáng người cũng hết chỗ chê. Người đàn ông mặc đồ đen khoảng 20 tuổi có gương mặt đẹp trai. Lý Dư, Bạch Giao. Lý Dư nói, chủ nhân, chúng tôi được tiền bối Long Thanh Khâm chỉ dẫn nên đã biết cách biến hình rồi ạ, giờ có thể biến thành hình người rồi. Biến hình là một việc rất khó, có nhiều mãnh thú có thực lực rất mạnh nhưng vẫn không thể biến thành hình người được. Lý Dư và Bạch Giao trước đó cũng vậy, nhưng nhờ được Long Thanh Khâm chỉ dạy nên chúng đã làm được rồi. Ngô Bình vui mừng nói, biến thành người một cái là trông thuận mắt hơn đấy. Anh nói với Bạch Giao, để tôi đặt tên cho cô nhé, sau này cô hãy dùng tên Lý Tố. Lý Tố vui vẻ hành lễ với Ngô Bình, cảm ơn cậu chủ. Lúc này, trong nhà lại bốc lên khí tức mãnh liệt, Ngô Bình nhìn thì thấy đá trừ tà đông nhạc có gì đó là lạ. Cái thai đá nhận được địa khí dồi dào, nhất là sau khi nơi này được sửa thành thế phương thiên long nên nó càng lớn mạnh hơn. Bên dưới tấm bia xuất hiện một lỗ hổng, một luồng linh khí chui ra. Linh khí bay vút lên cao, giao hòa với trăng sao, cùng với đó là một tiếng động lớn. Ngay sau đó, nó đã ngưng tụ thành một thiếu niên, trên người không mặc quần áo, cứ thế đứng ngẩn ngơ trên không trung. Ngô Bình bay đến gần rồi cười nói, không ngờ mày lại ra đời nhanh thế. Cậu thiếu niên nhìn Ngô Bình rồi chào hỏi, cậu chủ. Ngô Bình lấy quần áo cho cậu ấy mặc rồi nói, đừng đứng ngây ra nữa, xuống dưới rồi nói chuyện. Chương 2497 sao hai người lại đến đây? Quay lại nhà, cậu thiếu niên nhìn gì cũng thấy lạ. Cậu ấy đã sống ở đây một thời gian nên quen hết mọi người rồi, vì thế liên tục chào với từng người. Người Linh Chi cưỡi ngựa Linh Chi chạy tới sau đó quan sát cậu thiếu niên. Người Linh Chi rất đáng thương, trên người đầy vết thương, đương nhiên là do hỉ bảo gây ra. Đột nhiên người Linh Chi run lên rồi đánh ngựa Linh Chi thật mạnh làm con ngựa hí dài rồi chạy mất. Ngay sau đó, Hỉ Bảo chạy đến, cậu bé nhìn trái ngó phải thì thấy cậu thiếu niên đó rồi cười nói, anh là con nhà ai? Cậu thiếu niên cũng biết Hỉ Bảo là trung tâm rắc rối nên nói cậu chủ. Hỉ Bảo đi vòng quanh cậu ấy rồi nói, anh đi chơi với em đi. Cậu thiếu niên định từ chối, nhưng đã bị Hỉ Bảo kéo đi. Cậu thiếu niên là thai đá do trời sinh đất dưỡng nên có thể chất rất mạnh, sức lực vô biên, Hỉ Bảo kéo mãi mà cậu ấy vẫn đứng yên. Hỉ Bảo tức giận ra sức lôi kéo mà vẫn không có tác dụng. Hỉ Bảo hậm hức nói, sao anh còn khỏe hơn em thế hả? Ngô Bình nói với cậu thiếu niên, sau này cậu với Vũ Phi cùng chăm sóc Hỉ Bảo cho tôi. Nếu nó không nghe lời thì cứ đánh. Cậu thiếu niên cười nói, vâng ạ. Hỉ Bảo nổi cáu, bố, sao bố lại bảo anh ấy đánh con? Con lúc nào cũng ngoan mà.
Ngô Bình lừ mắt với cậu bé, thế mà con cũng nói được à? Thì bảo chu môi rồi chạy biến mất, cậu thiếu niên lập tức đuổi theo. Cậu ấy vừa đuổi vừa hỏi Ngô Bình, cậu chủ, tôi chưa có tên. Ngô Bình, lấy tên là Lý Thiên Thạch đi. Lý Thiên Thạch, cậu thiếu niên mỉm cười, vì thấy cái tên này khá hay. Sau đó, Ngô Bình nói với Lý Dư và Lý Tố, trong cơ thể của hai người đã có long khí rồi, long khí cũng tương tự pháp lực, đều có thể luyện bảo vật. Anh lấy hai quả hồ lô một vàng một bạc ra rồi đưa cho Lý Dư và Lý Tố. Rảnh thì dùng long khí luyện cái này để làm pháp khí bản mệnh. Bây giờ, tôi sẽ truyền cho hai người cách tế luyện. Sau đó anh truyền cho hai người công pháp, tế luyện bảo vật rất có ích với việc tu luyện của họ, người nuôi bảo vật nuôi người. Buổi chiều, Ngô Bình đến nơi mình chọn làm biệt viện cho Thục Sơn. Hiện giờ, nơi đây chỉ là đồng ruộng, muốn xây dựng xong môn phái ít cũng phải mất 2, 3 năm. Nhưng đây là kế hoạch nghìn năm nên không thể vội được. Điều cần làm trước mắt là lên thiết kế và lựa chọn bên thi công đủ trình độ để thực hiện. Anh đang suy nghĩ cách làm thì có một luồng thần niệm bủa vây, hình như là đường thiên tuyệt. Quả nhiên ngay sau đó, đường thiên tuyệt và đường băng vân đã xuất hiện. Chương 2498 thần quân ư, em sao? Đường băng vân thở dài nói, ông có việc cần nhờ anh. Ngô Bình nói, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện. Đường thiên tuyệt, ở đây luôn cũng được. Ngô Bình, giờ địa vị của cháu rất cao rồi, cho nên chắc chỉ có cháu mới giúp được ông. Ngô Bình, có chuyện gì vậy ạ? Đường thiên tuyệt, canh tổ và đông tổ cãi nhau nên đều mặc kệ đường môn rồi. Giờ môn phái đang rất loạn, ông cũng chỉ miễn cưỡng cầm cự được thôi. Cháu cũng biết rồi, nội bộ đường môn rất phức tạp, ông có thể áp chế họ còn tốt, nhưng nếu có người có tu vi cao hơn ông thì sẽ phá vỡ trật tự ngay. Ngô Bình, đường môn xuất hiện người có tu vi cao hơn ông rồi ư? Đường băng vân nói, đúng thế. Người mới trỗi dậy này tên là Đường Nguyên Tôn. Trước khi Đông Tổ đi, ông ta đã bày binh bố trận sẵn rồi. Đông Tổ cho ông ta một ít tài nguyên tu hành nên giờ ông ta đã là địa tiên thuần dương. Sau khi tu vi tăng lên, Đường Thiên Tôn bắt đầu lôi bè kết phái, dần ra còn bỏ ngoài tai lời của ông. Dạo này, ông ta còn công khai chất vấn quyết định của ông nữa. Ngô Bình nghe xong thì cười nói, chuyện này thật ra cũng dễ thôi, anh có vài thuộc hạ. Anh sẽ cho một chân quân đến trấn giữ đường môn. Tên kia sẽ không dám ngông nghênh nữa đâu. Đường Thiên Tuyệt ngạc nhiên nói, cháu cử một chân quân đến ư. Với ông ấy mà nói thì chân quân là một sự tồn tại bất khả chiến bại, vậy mà Ngô Bình có thể cử một người đến đường môn ư. Ngô Bình, dạ, là một chân quân cảnh giới Nguyên Anh, tu vi còn cao hơn canh tổ và đông tổ. Đường Thiên Tuyệt vội nói, thế thì tốt quá rồi. Có chân quân hỗ trợ thì ông có thể yên tâm quản lý đường môn rồi. Sau đó, ông ấy nhìn quanh rồi nói, Ngô Bình, cháu định làm gì ở đây? Ngô Bình, cháu xây biệt viện của Thục Sơn ạ. Ông ơi, cháu đang không biết lên kế hoạch với thiết kế thế nào, ông có biết ai trong ngành này không? Đường Thiên Tuyệt ngẫm nghĩ rồi vỗ vào đầu nói, có đấy, có thể bảo người đời sau của gia tộc Thần Công làm. Ngô Bình, gia tộc Thần Công ạ. Đường Thiên Tuyệt, trong một lần tình cờ, ông đã quen gia chủ của gia tộc Thần Công. Tổ tiên của nhà họ là mạnh nhất trong giới kiến trúc, có họ giúp thì môn phái nhánh của cháu khéo còn đẹp hơn cả môn phái chính ấy chứ. Ngô Bình gật đầu, thế thì tốt rồi, ông hẹn gặp họ giúp cháu với ạ. Đường Thiên Tuyệt, người của gia tộc này có tính cách hơi quái gở, ông cũng không dám hứa sẽ mời họ được. Nhưng cứ để ông hỏi thử. Sau đó... Ngô Bình chọn một chân quân cảnh giới Nguyên Anh tên là Trình Tường Vũ đến trấn thủ ở đường môn. Đường Thiên Tuyệt dẫn Trình Tường Vũ về đường môn trước, đường Băng Vân ở lại để làm vài việc cho Ngô Bình. Băng Vân, giờ anh đã có hiểu biết rất sâu về nhân tiên rồi. Thời gian tới em ở lại đây đi, anh sẽ giúp em đột phá lên thần quân. Đường Băng Vân ngạc nhiên nói, thần quân ư, em sao? Ngô Bình, ừ, tư chất của em vượt trội mà. Đường Băng Vân cười nói, anh không muốn em đột phá địa tiên à? Một khi Đường Băng Vân đột phá lên cảnh giới địa tiên thì phải đến thần thổ thông thiên. Chương 2499 sao kiếm phải Thục Sơn lại chọn nơi này nhỉ? Đúng là Ngô Bình đang băn khoăn về chuyện này, anh nói, anh đã hỏi thăm về thần thổ thông thiên rồi, dù giờ em đi thì vẫn khá an toàn. Nhưng nếu tránh được thì cứ tránh, dẫu sao anh cũng chưa mạnh đến mức có thể bảo vệ em ở Hồng Hoang.
Đường Băng Vân, anh yên tâm, em đâu có dễ bị bắt nạt. Mà anh cũng nói rồi mà, dù em đến đo thì vẫn là thiên tài. Trong lúc hai người nói chuyện, Ngô Bình cảm thấy có rất nhiều tu sĩ bay về phía cổng đá anh mới làm, anh nhíu mày rồi dẫn Đường Băng Vân bay đến đó. Đến núi hoang rồi, họ thấy một cổng môn phái cao trên 100 mét đang đứng sừng sững ở eo núi với khí tức mãnh liệt. Có khá nhiều tu sĩ đứng xung quanh rồi bàn tán. Xem ra tin đồn là thật rồi, linh khí đang hồi phục, nếu không kiếm phái Thục Sơn đã chẳng dựng cổng ở đây. Sao kiếm phái Thục Sơn lại chọn nơi này nhỉ? Đây là ngọn núi hoang mà, hình như có gì lạ đâu. Anh thì biết cái gì, gần đây có rất nhiều cây cỏ kỳ lạ, dã thú cũng mạnh hơn ở bên ngoài. Điều này chứng tỏ đây là một nơi phi thường. Tôi nghe nói sau này nơi đây sẽ là lối vào của một không gian, bên trong có nhiều thiên tài địa bảo lắm. Hừ, kiếm phái Thục Sơn định độc chiếm đây mà. Đúng thế, có bảo bối thì phải chia cho mọi người chứ, tuy kiếm phái Thục Sơn là thế lực mạnh nhất ở địa tiên giới, nhưng cũng không thể độc quyền như vậy được. Thì mình có làm gì được họ không? Người ta mạnh lắm đấy, nếu các người mà có thế lực mạnh như họ thì cũng độc chiếm nơi này thôi, một người khác nói. Đừng quên địa tiên giới chỉ là một phần nhỏ của Côn Luân, ngoài ra còn nhiều thế lực khác mạnh lắm. Kiếm phái Thục Sơn định độc chiếm nơi này e cũng không dễ đâu. Nói đúng đấy, một khi linh khí hồi phục, các thế lực ở tiên giới và hồng hoang cũng sẽ hạ phàm. Khi ấy, kiếm phái Thục Sơn còn con kia có là gì? Tôi nghe nói, môn phái chính của họ ở tiên giới cũng chỉ thuộc hạng hai thôi. So với các thế lực truyền thừa cả chục nghìn năm thì còn kém xa. Đủ lời bình phẩm được thốt ra từ miệng của các tu sĩ. Đường Băng Vân nói, chồng, xem ra họ đều có ý kiến với cách làm của anh đấy. Ngô Bình, lòng người nham hiểm, họ không có ý kiến mới lạ. Nhưng không sao, với thực lực hiện giờ của Thục Sơn thì họ chỉ dám bình luận ở đây thôi. Sau đó, anh kéo tay Đường Băng Vân bay về nhà. Ngô Bình hái một quả của đạo diệp cho Đường Băng Vân ăn rồi giúp cô ấy đả thông linh khiếu, thần khiếu, phối hợp với công pháp của thần thổ thông thiên. Tu vi của Đường Băng Vân nhanh chóng đột phá lên cảnh giới võ quân. Mấy ngày sau đó, Ngô Bình dùng đủ mọi cách để điều chỉnh cơ thể cho Đường Băng Vân. Nhưng cô ấy không phải anh nên dù có cố đến mấy cũng có đạt đến trình độ như anh. Đột phá lên thần quân là chạm đến giới hạn của Đường Băng Vân rồi. Cảnh giới cũng được, ít ra cũng củng cố thêm cho nền móng. Kể cả đến thần thổ thông thiên thì thần quân cũng là thiên tài, không hề kém những người ở Thiên Kiêu bảo sách. Ngày nào, Đường Băng Vân cũng chăm chỉ tu luyện dưới sự chỉ dẫn của Ngô Bình. Trong lúc đó, Ngô Bình cũng không rảnh, anh vẫn luyện đan và tu luyện phương pháp hít thở. Hôm nay, anh bắt đầu tu luyện Hỗn Nguyên Thiên Công bản mới. Công pháp này có lực sát thương rất cao, hơn nữa bản hoàn chỉnh còn dễ luyện hơn bản gốc. Chương 2500 Đại hội Võ Lâm ư. Có Hỗn Nguyên Tiên lò rồi, anh tu luyện càng nhiều công pháp thì càng hấp thu được nhiều năng lượng, Hỗn Nguyên Tiên lực trong cơ thể cũng mạnh hơn. Nói một cách đơn giản thì học càng nhiều, luyện càng nhiều thì Hỗn Nguyên Tiên lực càng mạnh. Vì thế, một khi anh luyện được Hỗn Nguyên Tiên lò thì sẽ ngày càng mạnh hơn. Ngô Bình thử ngưng luyện Hỗn Nguyên Tiên lò, kiếm hồn của anh tiến vào linh khiếu thứ 10. Bên trong này rất rộng, có 9 loại năng lượng đang tập trung ở đây. Nhờ sự dẫn dắt của kiếm hồn, đã có thêm một thần phù trong cơ thể của Ngô Bình. Thần phù này ban đầu rất đơn giản, nhưng càng đơn giản thì càng ổn định. Sau đó, các sức mạnh ở xung quanh đã vây lấy kiếm hồn và đúc thành một cái tiên lò khổng lồ. Ngoài mặt của nó có rất nhiều bùa chú xoay chuyển với khí thế phi phàm. Nó vừa xuất hiện, Ngô Bình đã tỏa ra một luồng khí tức bức người, khiến Thanh Tuyết cũng phải sững sờ nhìn về phía anh. Lý Dư và Lý Tố cũng ngoi lên mặt nước rồi kinh ngạc nhìn về phía phòng của Ngô Bình. Khí tức của chủ nhân mạnh quá, đó là công pháp gì vậy? Lý Dư hỏi. Lý Tố, tôi cũng cảm thấy hình như khí tức này có thể dễ dàng giết chết mình, chủ nhân giỏi thật, mỗi ngày một mạnh hơn. Cô ấy vừa nói dứt câu thì khí tức kia đã được thu lại, như chưa từng có gì xảy ra. Lúc này, Ngô Bình đã bước đầu đúc được Hỗn Nguyên Tiên Lò. Tiên lò vừa xuất hiện, tất cả khí tức, kiếm nguyên, sức mạnh huyết mạch, pháp thuật, thần thông, thuần dương tiên lực và các sức mạnh khác đều chảy hết vào đó. Bùa chú ở mặt ngoài của Hỗn Nguyên Tiên Lò sáng lên, bên trong hình thành cấm chế cực kỳ phức tạp. Một lát sau, một luồng sức mạnh khủng khiếp khiến người ta nghẹt thở đã xông ra, sau đó tiến vào linh lạc rồi lan khắp người của Ngô Bình qua linh khiếu thứ 10.
Đến trưa ngày hôm sau, hỗn nguyên tiên lực mà hỗn nguyên tiên lò tỏa ra đã đầy ắp trong linh khiếu, kinh lạc và từng tế bào của Ngô Bình. Có tiên lực bảo vệ, Ngô Bình cảm thấy vô cùng thư thái và mạnh mẽ hơn hẳn. Hỗn nguyên thần công lợi hại thật, bảo sao ít người luyện được, Ngô Bình lẩm bẩm. Nói rồi, anh bắn tay lên cao, hỗn nguyên tiên lực đã chuyển hóa thành kiếm nguyên, sau đó hóa thành một đường kiếm chém lên bức tường ở phía đối diện. Một tiếng động vang lên, bức tường kiên cố dày nửa mét đã bị xuyên thủng, cốt sắt ở bên trong cũng gãy luôn. Sau đó, hỗn nguyên tiên lực lại chuyển hóa thành sức mạnh đại địa, mặt đất dưới chân Ngô Bình lỏng lẻo, người anh lún xuống rồi độn thổ và di chuyển thật nhanh ở dưới. Chờ anh ngoi lên thì phát hiện mình đã ở gần chùa Đại Thiền rồi. Hiện anh đang có 20 viên hóa ma đan, như vậy có thể cứu được 20 tăng nhân nên anh đi đến đó luôn. Đến trước cửa, Ngô Bình nhìn thấy có khá nhiều nhân vật võ lâm ở đây, ai cũng dẫn theo thuộc hạ rồi lần lượt đi vào trong chùa. Anh gọi một chú tiểu tới rồi hỏi, hôm nay là ngày gì mà có nhiều người đến chùa thế? Chú tiểu nhận ra thân phận của Ngô Bình nên đáp ngay, sư tổ. Ngày kia là đại hội võ lâm 100 năm tổ chức một lần. Chùa Đại Thiền là ngôi sao sáng của võ lâm nên lần nào cũng được tổ chức đại hội. Những người này đều là cao thủ võ lâm từ nhiều nơi đến. Ngô Bình, đại hội võ lâm ư? Anh bước nhanh vào chùa, sau đó đi tìm Viên Hối và Tông Huy. Hai thầy trò này đang tiếp đãi các nhân vật võ lâm từ nhiều nơi đến, đột nhiên nhìn thấy Ngô Bình, cả hai mừng rỡ, Viên Hối nói, sư thúc, đệ tử đang định thông báo cho người đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 63.